làm lại với chị ơi. Này để chế mặt bắt 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 bằng cái điện thoại cho. Làm lại với bà ơi, trời ơi nãy vừa ra vô. Mới reset lại cái mạng wifi á mọi người. Đang live mà nó quay vòng vòng ở trên trong đây nè. Biết sao mà live được luôn á. Mới refresh lại với chị ơi, vào lại giùm em bài viết nha mấy cháu ơi. Không biết sao nữa, không biết thằng ấy nó cho mình dùng nhiêu mạng mà nó cứ quay hoài á mọi người. Live mà nó cứ quay hoài luôn. Em mới mới set up lại cái mạng nha mọi người. Đó, chị nào thấy em tương tác tốn bài viết không nha mấy cháu ơi. Một nút like mà ba nút share mày để đủ điều kiện chơi game cho em xin là mã quà tặng cuối năm nhá, viết liền không khoảng cách nha mấy chị. Khi mà mình trúng ram rồi á thì mình nhắn giùm em là bé mình bé trai hay là bé gái, size bao nhiêu nhá, nhắn vào cái bình luận đơn hàng á mọi người, đừng nhắn vào ghi chú nha mấy chị, nhấn vào phần bình luận đơn hàng là size bé nhà mình là size bao nhiêu nhá mọi người, tương tác tốt bài viết luôn. Hôm nay rất là nhiều đồ đẹp mà do cái mạng nè, nãy giờ em phải ra vô mấy lần luôn. Cái mạng nó cứ báo quay vòng vòng á mọi người. Đó, thấy em tương tác tấu bài viết luôn nha, một nút like bài và ba nút share bài để đủ điều kiện chơi game nha mọi người. Hôm nay rất là nhiều đồ xinh luôn. Ngày hôm nay là cố gắng lên sớm là mà cái mạng nãy giờ lên nó cứ trục trặc hoài luôn. Đó. Rồi. Tốc độ luôn nha mọi người ơi, tương tác tấu bài viết giùm em luôn nha. Nãy giờ em cứ set up cái mạng hoài, xem vô web nó không hiện mẫu mà hiện lên số tài khoản. Tại vì em mới add mấy cái sản phẩm vô á thì nó chưa có hiện mẫu đâu mọi người, nó chỉ hiện lên số tài khoản thôi. Khi nào mà em up mẫu á, em like qua cái mẫu đó rồi thì mấy bạn set up lên thì nó mới lên mẫu nha mấy chị. Đó, quà tặng cuối năm kèm icon hoặc là kèm gì cũng được. Đó, viết liền không khoảng cách, một nút like bài, ba nút share bài giùm em để không bị ứng comment ngày hôm nay. Hôm nay chế nào xem like đã nhận được thông báo mọi người, hoặc là có bị đen, có bị quay vòng vòng đó mọi người. Tại vì em đang like mà cái like em nó cứ quay vòng vòng á mọi người. Nó làm em hoang mang dễ sợ luôn. Nãy giờ phải tắt đi tắt lại lên hai lần rồi đó mấy chế. Đó, chế nào thấy em tương tác tố bài viết luôn nha, để cho em biết cái like của em nó bình thường không nha mọi người. Chứ ở trong cái nó hiện cái gì hoài à. Để em mở nhạc. Mọi người muốn nghe nhạc gì ta? Nhạc Tết đi ha. Tết là Tết. Nhiều đồ đẹp quá mà bị cái mạng nãy giờ cứ trục trặc tới lui hoài luôn. Hôm nay là cái con trai thế này. Hôm nay trai và gái đều xinh, rất là nhiều đồ đẹp luôn. Bé nhí, bé lớn này kia rất là nhiều đồ xinh luôn mọi người. Vô lại bài viết giùm em tốc độ luôn nha mấy cháu ơi. Hello, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có ai thấy em không mọi người ơi? Hello. Rồi, lên hàng luôn đi. Lên hàng đi. Dạ. Chứ nãy giờ cứ cái mạng hoài mà làm mọi người hoang mang quá. Rồi, tương tác tố bài viết, một nút like bài và ba nút share bài để không bị để đủ điều kiện chơi game nha mấy chị. Và không giới hạn lượt comment, không giới hạn lượt chia sẻ nhá. Chế nào mà may mắn thì trúng game, hôm nay em tặng tới 8 phần quà cho mọi người lận. Nên là tương tác tốt bài viết nha mọi người. Chế nào không xem like, không có chơi game thì cũng phải cho em xin một nút like và share luôn nha. Live hôm 30 tháng 12 mình chưa nhận được hàng nữa. Thêm live hôm qua, đúng rồi trời ơi. Live 30 tháng 12 là có nhiều chị vẫn chưa nhận được là do bưu điện. Em đã gửi hàng rồi thì cứ chờ khoảng 1-2 bữa nữa ha. Nếu như mà chưa nhận được thì mình alo hotline giùm em nhé. Rồi tương tác tốn bài viết ngày hôm nay rất là nhiều đồ xinh luôn. Cho mọi người xem thử mấy cái quần nè. Nhiều đồ đẹp lắm mọi người ơi. Đó, quà tặng cuối năm viết liền không khoảng cách giùm em nhé mọi người. Tương tác tố bài viết nha, hôm nay là lên hơi trục trặc đầu like tí xíu thì em sẽ bù lại cho mọi người rất là nhiều siêu phẩm luôn. Đó, cố gắng tương tác tố bài viết nha, một nút like bài cũng share bài để không bị ẩn comment. Lâu lắc hả? Lâu lắc cái mạng làm em trục trặc nãy giờ luôn á. Đó, giờ lên hàng luôn nha mọi người. Đó,
Chế nào chơi game thì cho em xin một nút like, 3 nút share để đủ điều kiện lọt vào danh sách chơi game trúng thưởng nha mấy chế. Và phần mềm nó quay, nó sẽ quay ngẫu nhiên nha. Và em giới thiệu sơ về cách chốt đơn mới bên em. Là khi mà hôm nay là em lên mã L đó, L thì mọi người muốn mua mã L1 size 150 thì mọi người comment giùm em L150 viết liền không khoảng cách, 3-5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger. Và để yên tin nhắn đó cho em, kiểm tra đúng số lượng chưa, chưa đúng thì sổ cổ số lượng ra mình trừ bớt giùm em. Rồi khi mà mình không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like thì mình hãy ra thanh toán nha mấy chị. Để cái đơn hàng từ đầu like tới cuối like nó sẽ dồn vô một đơn nha mấy chế. Đừng thanh toán nhiều lần nha mọi người, lưu ý giùm em nhá. Phải thanh toán trước giùm em 11 giờ nha mọi người. Hôm nay rất là nhiều đồ solo, em sẽ tranh thủ like nhanh cho mọi người để chọn được nhiều mẫu. Và chế nào chưa biết size của bé nhà mình thì vào bình luận em ghim phía dưới và xem giùm em cái size luôn để mua hàng cho chính xác nha mọi người. Hàng Tết rất là nhiều hàng đẹp luôn mọi người ơi. Đó, cho em xin một nút like và một share nha. Bắt buộc mọi người phải vào thanh toán trước giùm em 11 giờ thì đơn hàng của mình mới được tính là thành công nha. Đó, em giữ đơn cho mọi người tới 11 giờ cứ chọn thoải mái luôn. Không có nhu cầu mua hàng hoặc là cho bé ngủ mình đi công chuyện rồi này kia thì mình phải ra check out đơn hàng, ra thanh toán đơn hàng thì đơn hàng của mình tự động điền địa chỉ và số điện thoại vô mới được tính thành công. Chế nào chơi game thì cho em xin mã quà tặng cuối năm viết liền không khoảng cách, không cần sai gì hết luôn nha mấy chị. Viết mã quà tặng cuối năm viết liền không khoảng cách, không giấu gì hết. Và chị nào trúng game thì mình bình luận vào cái bình luận đơn hàng đó là bé size bé gái hay bé trai bao nhiêu ký nhá. Rồi em lên luôn. Ui là trời ơi, mã này hôm nay là mã L, L40 nè, 175.000 mở hàng con L40 nha mấy chị. Nhìn giùm em cái chất quần jean nè, cái này cho bé gái giùm em từ 18-19 ký và chốt cho em tới size cho bé tầm bao nhiêu ký ta, tới size tầm 50 kg đi, 50 kg mét 55 đổ về giùm em nhá. Con quần chất vải rất là đẹp luôn, mẹ mặc có thể mặc size S được luôn nha mấy chị. Nó form và chất nè. L40 là 175.000 bắt đầu. L40 từ size 120, 130, 140, 150 và 160 giùm em. 120 là mặc cho em từ 19 tới 21 kg, 130 là mặc cho em từ 22 tới 27, 28 kg, 140 là từ 27, 28 chú cho em tới 33 kg, 35 kg, 150 là từ 35 tới 42 kg và 160 là từ 42 tới 50, 52 kg nha mọi người. Nó form và chất rất là đẹp luôn. Ôi là trời, con quần jean này về nhận hàng mà không đẹp cho mọi người bơm luôn. Đó, chất rất là đẹp và hàng may color này rất là xịn sò, săn cực kỳ là khó luôn nha mấy chị. Chị nào chưa biết size bé mình mặc size gì, bỏ ra một phút vào bình luận em ghim phía dưới, em có ghim rất là kỹ cái size luôn và coi giùm em. Coi giùm em nha mọi người, mình hãy ra chốt đơn để về mặc được liền cho bé luôn nha. L40 kèm size giùm em 175.000 con quần, cái màu quá là đẹp luôn. Và cái chất jean nó mềm kinh khủng khiếp. Đó, L40 giùm em nhá. Mã kèm size viết liền không khoảng cách, 3-5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger và để yên đơn hàng đó giùm em. Không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like thì mình ra thanh toán đơn hàng thì đơn hàng mình mới được tính là thành công nhá. Nhớ thanh toán giùm em trước 11 giờ ha mọi người. Đó, khi mà em kết thúc like thì mọi người ra thanh toán giùm em là được nha mấy chế. Rồi tương tác tốt bài viết giùm em nha. Ôi L40 em không có xe cho mốt cho chị Vi Trần ơi. Ôi trời, con áo này mọi người nhìn là nhìn cái dáng nó xịn sò chưa nè mấy chị. Con này là giá 139.000 L39 nè. Ôi trời, phối với L40 cũng xinh nữa nha mấy chế. Để gái em show cho mọi người xem cái áo này cho bé gái hết giùm em nhá. Nhìn giùm em cái form nào rồi, chất chơi chưa mấy chị. Ôi trời, cho em con này là mã L39, mã kèm size viết liền không khoảng cách đúng cú pháp giùm em. Chế nào chưa biết size bỏ ra một phút xem giùm em cái size, em có ghim cái size và chiều cao, kèm chiều cao của bé. Con này từ size cho bé 20kg trên 1m1 giùm em và chốt cho em tới size 52kg dưới 1m5, 1m55, 1m6 giùm em nha mấy chị. Phong và chốt rất là nhiều, rất là đẹp luôn. L39, 139.000 bắt đầu. Đó. Ui trời ơi, cái form này mấy bà xuất sắc mấy bà ơi, hôm nay nhiều đồ đẹp giả may luôn. Tương tác tốt bài viết để không bị ẩn comment nhá. Mọi chị đang xem cho em xin một nút like bài, nút share bài. Đó, nhớ khi mà mình nhận được tin nhắn Messenger kiểm tra em số lượng đã đúng chưa, chưa đúng mình sổ ra, trừ bớt ra giùm em cho đúng ha. Và bấm tiếp tục để xem like. Không ra thanh toán nha mọi người, tại vì mọi người thanh toán nhiều lần nó sẽ nhảy nhiều đơn. Không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like, bắt buộc phải ra thanh toán giùm em thì đơn hàng mình mới được tính thành công nhá. L39 giùm em viết liền không khoảng cách. Con áo này khi mà mặc lên rất là xinh luôn. Má ơi, 139.000 thôi mọi người, chất vải rất là đẹp luôn. Nhìn giùm em từng đường kim mũi chỉ may rất là kỹ luôn. Chế nào mà thích mặc form cánh dơi thì những con này không thể nào mà bỏ qua được.
Nó chất vải rất là nét luôn cho em. L39 mã kèm size viết liền không khoảng cách nha mọi người. Rồi tiếp theo, chụp được cho em. Rồi cho em là mã L. L hôm nay mã L nha, L20 159.000. L20 con quần màu chất là dạng chất jean đó mọi người, jean mà jean mỏng, jean mềm nha mấy chị. 159.000 mã kèm size giùm em. Đó, màu kem nhớ, con này cho em từ 20-21kg cao trên mét 1 dùm em. Và chốt cho em tới 55kg dưới mét 6 dùm em nha mọi người. Form và chất rất là đẹp luôn, nhìn dùm em phía sau đây nè. Đó. Ôi trời, 159.000, con này cái chất vải nó đẹp lắm luôn. Và chất nó rất là mềm luôn mọi người. Mà kèm size viết liền không khoảng cách dùm em. L20 159.000 bắt đầu. L20 nha mấy chị, nhớ dùm em comment đúng cú pháp, mã kèm size giùm em nhé mọi người. Và khi mà mình được có đơn trong giỏ hàng rồi thì nhớ coi giùm em cái số lượng đúng chưa. Chưa đúng thì mình trừ ra bớt giùm em cho nó chính xác nhá. Rồi cái mã này nhìn giùm em cái chất vải này mấy chị, cái chất vải và cái form quần nè, đúng nét luôn. Con này cho em là mã L. L20 giùm em 159.000 nha mọi người. Ôi trời, hàng tát mát xịn sò luôn mấy chị. Những con này mà không chốt được là tiếc lắm nha mấy bà. 6 tuổi 32kg nên mặc size nào hả chứ? 6 tuổi 32kg mặc size 140 nha, không 150 nha. 140 là được nha chế. Mã kèm size giùm em nhá. Chất vải rất là đẹp luôn, hàng chuẩn đét, hàng xịn luôn. L20. Chị Mai Trần ơi, mình comment lại giúp em là L20 150 không phải cách nha. Đẹp lắm luôn á mọi người, cái màu này rất là dễ phối đồ luôn ha. Màu kem á mấy chị. Mà chất là chất dạng chất jean mềm á mọi người, chứ không phải là chất lỡ bấm hai lần hai chế thì sổ cục số lượng ra trừ bớt giùm em cho những chị khác ta mua được nha bà ơi. Con này cho em là mã L20. Chuẩn bị cơ xẻo mà đi bác. Rồi, cho em mã này là mã L bao nhiêu ta? L14 132.000 cái áo này em. L34. Con áo này chất vải rất là đẹp luôn. L14 chứ, sorry. L14 nha, hôm nay mã L nha mọi người. Hôm nay mã L nha mấy chị. Đó. 139.000, 132.000. L14 132.000. Chờ bộ bi hộ. L14 132.000 đổi hả? Đổi thành L nhiêu ta? L80 đi em. Em đổi thành L80 nha mấy chị. 132.000, ôi trời em. Cái này chốt rất là đẹp luôn mấy chị ơi, nhìn giùm em cái form nè. Cái này bé trai mặc cũng xinh và bé gái mặc cũng xinh nha. Chốt cho em từ 22kg cao trên mét 1 và chốt cho em tới 55kg dưới mét 6 giùm em nhá. Form mà chất rất là đẹp luôn, cái em đang cầm là 220 nha mọi người. Và cái dáng này mặc rộng rất là đẹp luôn cho em nhá. Con này cho em là mã L80, từ chờ bạn Tuấn set up thì mình hãy comment nó mới nhảy vô đơn hàng nha mọi người. Chị Liên Trần ơi, bé chị 22kg là chị chốt cho em size từ 120 với 160 là size 120 nha chế. L80 132.000 bắt đầu. Và chị comment đúng cú pháp giùm em nha chị Trần Liên, em có ghim cái bình luận cái size dưới chị xem giùm em. Đó, bé mình hợp với size nào chị comment liền. L20 viết liền không khoảng cách cái size đó giùm em nhá. Không cần kèm số cân, không cần kèm số điện thoại nhá. 3 tới 5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger và để yên đơn hàng đó cho em. Đừng thanh toán nha mọi người, tại vì thanh toán nhiều lần nó sẽ nhảy nhiều đơn. Khi mà mình không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc live, bắt buộc vào phần Messenger bấm vào nút thanh toán, điền địa chỉ và số điện thoại vô thì đơn hàng mình mới được tính là mua thành công nhá. Con này cho em là mã L80. L80 đúng rồi, L80 132.000 L80 siêu xem đi bác. L80 nhá, 132.000 nhá mọi người. Chất vải rất là đẹp luôn con L80. Trời ơi, đường kia mũi chị rất là xịn sò. Có 132.000 thôi, đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người ơi. Hãng Urban Pro và Michael L là cùng một hãng nha mấy chị. Tiếp theo, L80, không phải L14. Chị Mai Hao ơi, mình comment lại giúp em là L80, 120, không phải cách nha. L37. Ôi trời ơi, con L37. Ôi má ơi, cái màu nó phối với nhau quá là hàng luôn nè mấy chị. Cho em mã là mã L37 giùm em, mã kèm size viết liền không khoảng cách nha. Em Tư vẫn lại con đầm này, khi mà mọi người mặc con đầm này thì nó dáng nó phủ vậy mới xinh nha mấy chế. 22kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg dưới mét 6 giùm em nhá. Chất vải rất là đẹp luôn con đầm này. Đó, nó phối màu siêu xinh luôn, cái màu quá là hàng. Cái dáng này mình mặc rộng và dài nè, phối kèm thêm cái túi nữa, mang thêm đôi giày van đủ đi chơi Tết rồi mọi người. Cho em mã là mã L37 kèm size giùm em. L37 165.000 bắt đầu. 165 nha mấy chị, nhìn giùm em cái form đầm đi nè. Rất là xinh luôn con đầm này. L37 giùm em.
L37 mã kèm size viết liền không khoảng cách nha mấy chế. Em có từ size 120 tới size 160. 120 là mặc cho bạn từ 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới size 55kg dưới 1m6 giùm em. Chế nào chưa biết size mình bỏ ra 1 phút vào bình luận coi giùm em cái size. Và chế nào chưa biết cách chốt đơn bỏ ra 1 phút luôn và bình luận coi giùm em cách chốt đơn luôn để mình chốt cho chính xác nha mọi người. Nhận được tin nhắn mét để yên đó, khoan hãy thanh toán. Không có nhu cầu mua hàng hoặc kết thúc like, bắt buộc mình ra phần inbox ấn vào nút thanh toán, điền địa chỉ và xin hỏi vô thì đơn hàng mình mới được tính thành công nha mọi người. Cho em mã này là mã L37 giùm em. Ôi trời ơi, ôi hôm nay có màu này xinh quá nè mấy chị. Ôi con quần cái form nó nét dã man luôn mọi người. Hãng là hãng Open Show nha, L26. L26 này hôm qua em có bán một con màu đỏ rồi. Chế nào chưa chốt được màu đỏ thì hôm nay chốt màu này. Nó cái màu xanh xanh rêu rêu này, cái chất vải này mọi người nhìn giùm em nhá. Ôi má ơi, cái chất lên form rất là đẹp luôn. Con này có từ size 80 tới size 120. L là mã L26. Khi mà không, size 80 tới size 120 ở đâu ra 160 vậy trời. Trời, đứa nào làm size nè. Từ 80 tới 160, 80 tới 120 thôi em. Ôi, form và chất rất là đẹp luôn mấy chị ơi. L26 nha mấy chị. Giá cho em là 152.000. Khi mà nghe tấn nó cất cái giọng lên thì mọi người hãy enter đơn hàng mới được tính thành công nha mọi người. Comment trước là đơn hàng không có hiệu lực nha mấy chị. Đó, tương tác tốt bài viết giùm em. Mọi chị đây xem cho em xin một nút like bài, nút share bài nha mọi người. Chị nào chơi game thì là mã quà tặng cuối năm kèm quà tặng cuối năm viết liền không khoảng cách, một nút like bài, ba nút share bài thì đủ điều kiện chơi game. Rồi con này cho em là mã L26, khoan hãy comment. Bây giờ em Tuấn mới set up thôi, khoan hãy comment nha mọi người. L26 152.000 bắt đầu. Rồi, chất đẹp lắm cái màu nè. Hôm qua có chọn màu đỏ rồi thì mặc tết. Hôm nay chọn thêm màu này nữa, chất rất là đẹp luôn. Trời, hãng Open Show này nó xịn sò giả may luôn, xịn tới từng chi tiết luôn nha mấy chị ơi. 80kg và chốt cho em tới 20kg dưới 1m1 giùm em. 80kg mặc cho em size 80, 11-12kg mặc cho em size 90, 13-15kg mặc cho em size 100 hoặc là từ 15-17kg mặc cho em size 101 nhá. 17-20kg dưới 1m1 mặc cho em size 120. Ui cái dáng quần rất là xinh luôn mọi người, dáng quần ngố nha mấy chị. Form và chất rất là đẹp luôn con L26 này. Mã kèm size viết liền không khoảng cách giùm em. Và nhớ giùm em coi cục số lượng đã chính xác chưa. Chưa chính xác thì mình sổ ra trừ cho chính xác giùm em, để những chị khác mua sâu được mua nha mọi người. Nó cái cách này nó cực kỳ là văn minh luôn. Và mọi người kiểm tra được giỏ hàng của mình hiện tại là mua sản phẩm gì luôn. Nhớ giùm em nhớ L26 152.000 mã kèm size. Cái hãng này mặc xịn sò mặc thích lắm luôn. Rất là đã luôn á mọi người. Đảm bảo mọi người mua về một lần là mê liền. Hả? L26 rồi, phối cho em với con áo này rất là xinh. Nó những cái màu này mặc lên rất là hàng luôn mọi người. Cho em mã áo này là mã L56 129.000 con áo này. Nhìn giùm em cái form áo đi nè mấy chị. Ôi là trời, cái form áo này mấy bà. Nhìn giùm em cái form áo đi nè. Chị Trần Dung ơi, L26 em chỉ có size 101 thôi. Em không có size 106 nha, không thể nào mặc cặp được. Bé nhỏ và bé lớn nha mấy chế. Mấy chế có thể mặc cặp cho bé từ 8kg tới 20kg thôi. 20kg mét mốt quay đầu giùm em thôi nha mọi người. Bỏ ra 1 phút giùm em vào bình luận em ghim phía dưới coi giùm em cái size để mua cho nó chính xác về bé mặc tết vừa luôn nha. L56 129.000 bắt đầu. L56 cho em nha. Trời cái form nè. Ui là trời. Má ơi nhức cái nách luôn mấy bà ơi. Cái form mà chất nè mấy chị. Đó. Nó mai cái form dáng này mặc lên siêu cưng luôn. Cho em con này là mã L56 nha mấy chị. L56 giùm em chị Ngân Nguyễn thôi, mình cùng lại giùm em đúng cú pháp nha. L26 trong hai viết liền không khoảng cách nha chị. 3-5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger và để yên tin nhắn đó cho em. Kiểm tra cột số lượng xem đã đúng chưa. Chưa đúng thì mình điều chỉnh cho đúng giùm em, sổ cột số lượng ra trừ bớt hoặc thêm vào giùm em. Rồi mình bấm tiếp tục để xem like. Khoan hãy ra thanh toán nha mọi người. Khi mà mình không có nhu cầu mua hàng nữa, hoặc là mọi người đã mua đủ đơn, hoặc là em kết thúc like thì bắt buộc mọi người phải vào phần inbox, bấm vào nút Messenger và thanh toán đơn hàng giùm em. Điền địa chỉ số điện thoại giùm em. Chị nào chuyển khoản thì úp bằng chứng chuyển khoản lên. Chị nào nhận COD thì mình nhận COD nhá. Thì đơn hàng của mình mới được tính là thành công, được tính mua thành công nha mọi người. Comment trên đây em chỉ tạm giữ đơn cho mình thôi nha mọi người. Rồi tương tác tốt bài viết giùm em L56 nhá. Tiếp theo. Ui trời cái màu, cái màu này xuất sắc luôn. Phối với cái áo này cũng xinh nha mấy chị. Đó. Cho em cái mã này là mã L69 152.000. Cái form này mấy bà. Cái form dáng ngố nha. Ở đây có in
in một dòng chữ ở đây. Nói chung là con này cái màu rất là xinh luôn. Đảm bảo trong tủ đồ của mình chưa có màu này đâu. Đảm bảo. Cái màu rất là lạ luôn mọi người. Không phải màu tím nha, mà nó không phải màu xanh luôn. Cái màu nó trung tính làm rất là xinh luôn. Đó. Cho em mã này là mã L69. L69 152.000 bắt đầu. L69 152.000. Tương tác tốt bài viết giùm em. Hãng Urban Soul này chế nào đã mua qua rồi. Em đảm bảo với mọi người là mê tới mê thôi. Hồi đó em có bán áo phao rồi của hãng này. Rất là nhiều chị thích luôn. Và không có về hàng được nữa. Đó. Giờ mới hốt được con hãng này á, rất là xinh luôn. Chị Ngân Nguyễn ơi, mình comment lại đồ giùm em. L5602 viết liền, không khoảng cách, không cần kèm chữ gì hết nha chế ơi. Chị Cẩm Ngọc Ti Chi ơi, mình comment giùm em, bé chị mặc size 100, chị comment giùm em L5600 viết liền không khoảng cách nhớ. 3-5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger và để yên tin nhắn đó giùm em. Không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like thì mình nhấn vào nút thanh toán đơn hàng giùm em nhé mọi người. Cho em mã là L69 nha, cái màu quá là xinh luôn. Trong hai chốt cho em từ 1m1 trở xuống giùm em 20kg nha. Chế nào chưa biết size vào bình luận xem giùm em cái size để chốt cho chính xác. Đó. Cái phong cách đẹp đó. Đẹp lắm luôn á, cái dáng quần ngố. Ôi trời, cái túi nó mai nè mấy chị. Cái túi nó mai nè. Trời ơi, cái form xinh lắm luôn á mấy bà. Mua thử mặc thử đi, đảm bảo nó không thua gì hãng Lâm Mỹ Kiến đâu. Hãng Lâm Mỹ Kiến là em bán rất là dữ dội luôn. Bán cái hãng đó là em có tiếng luôn á. Đó, mà hãng này mọi người mua thử đi, đảm bảo mấy chị mê luôn. Đó, chốt rất là đẹp luôn, nghe ngửa lắm Mỹ Kiến không thua kém gì đâu mọi người. Tiếp theo. L69 em không có size lớn nha mấy chứ, chỉ có size nhí thôi á. Con này là mã L15. Con áo cho bé gái nha mọi người, dáng rất là xinh luôn. Dáng sọc sọc vậy nè, mặc lên form rất là hàng. Con này cho em là mã L15. L15 mà mọi người có thể phối với mấy cái quần ngủ giống jean như thế này rất là xinh. L15 giùm em, mã kèm size đúng cú pháp giùm em nhé mọi người. Nó hoặc là có thể phối cho em với mấy cái quần dáng ngố này. Mấy cái quần L15 này thì em trai gái giùm em bắt đầu. L15 giùm em nhá. Size 80kg và chốt cho em tới size 20kg dưới 1m1 giùm em L15. Mã kèm size viết liền không khoảng cách giùm em L15 nha mấy chế. Form và chốt rất là xong luôn. Cái màu sọc này rất là nét. Cái màu này. Cho em mã này là mã L15 nha mọi người. L15 119.000 giùm em. Tạo like nó cú la nó sẽ nhảy cùng một đơn không ra đó. Nổ rồi đó. Nổ rồi. Trời ơi, nó dây vòng vòng nữa rồi kìa. Trời ơi. Rồi, nhớ giùm em nha mấy bà, khoan đừng nhấn thanh toán. Tại vì tới kết thúc like hoặc là không có nhu cầu mua hàng, mình hãy ra thanh toán nhá. Thì đơn hàng nó sẽ được dồn vào một đơn một duy nhất, không cần tốn tiền ship nhiều lần nha mấy chị. Mọi người thanh toán nhiều lần nó sẽ nhảy ra nhiều đơn nha. L35 con đồng này 162.000, L35 rất là xinh. Cái này mọi người set up thành cái nơ cho em nha mấy chị. Xinh lắm con đồng này, chốt rất là đẹp luôn hãng Urban Soul này. Đó, mua thử 1-2 sản phẩm về mặc thử cho bé nhá. Chị nào không được canh được trên live thì có thể mua sau 11:01 hoặc là có thể lên web mua nha mấy chị. Đó. Nhớ giùm em. Có mã này rồi chắc chắn ra thanh toán giùm em nha mấy chế ơi. Bà chế nào mà comment hoài mà không ra thanh toán là tôi lọc ra tôi cho vào danh sách đen là không có mua hàng được nha. L35 162.000 Đúng rồi. L35 giùm em, nhớ giùm em. Lấy cái gì mình chắc chắn ra thanh toán giùm em cái đó nha mọi người. Okay. Nhớ là khi mà tới cuối live thì mình ra thanh toán một lần. Hoặc là không có nhu cầu mua hàng mình ra thanh toán một lần. Đừng thanh toán nhiều lần, nó sẽ tắt ra nhiều đơn nha mọi người. Lưu ý giùm em nhá. Rồi cho em mã này là mã L35 162.000 cái đồng chất nè. Ôi trời ơi, cái chất vải mấy chớ ơi. Cái form rất là xịn sò luôn cho em. Hãng Urban Soul này, nhìn cái tám nè. Nét lắm luôn. L35 mã kèm size đúng cú pháp giùm em nha mấy chị. Chụp được cho em. L35 nha mọi người, L35 nha. Rồi, tương tác tốt bài viết nha mấy chị. Hôm nay rất là nhiều đồ xinh luôn. Đó, tương tác tốt bài viết giùm em, một nút like bài, một share bài nhá. L35 mình chỉ có size nhỏ thôi, không có size lớn. Chờ em tí xíu em lên size lớn cho mọi nhá. Tiếp theo con này là size lớn là L43. 155.000 L43 nha mọi người. Ôi trời, hôm nay nhiều đồ đẹp dã man luôn. Không biết là hồi nãy giờ cái mạng em nó quay vòng vòng mọi người xem có bị đen hay là bị lát gì không mấy chị. Con này cho em là mã L43 nhá. Cái này ở dưới like quần nó theo cho em như thế này. 155.000 nhìn cái chất giùm em đi nè mấy chị. Ui trời, cái dáng này mình phối kèm với lại những cái áo nãy giờ em like rất là xinh.
L43 155.000 bắt đầu. Em có hai màu cho mọi người lựa chọn nha. Một cái là màu xanh, màu xanh coban, một cái là màu đen. Đó, màu nào cũng xinh hết. Chờ em tí xíu em lên nè. L45. Nhớ giùm em từ 22kg cao trên 1m15. 1m1, 1m15 trở lên mới mặc được size 120 của hãng này, của dòng đại nha mọi người. Nhớ giùm em, chế nào chưa biết size bỏ ra một phút xem giùm em bình luận em ghi phía dưới nha. Con này cho em là mã L43. Ừ, ở đây là nó thêu lên luôn á mọi người, nó thêu lên luôn, cái dáng này rất là xinh. Lên form rất là đẹp luôn. Đó, L45 mã kèm size giùm em, L43 chứ sorry. Em xin lỗi mấy chị, L43 nha. Đó, size từ 120 tới size 160, 20-22kg trên 1m1, 1m15. Chốt cho em tới size 55kg dưới 1m6. Đó, form và chốt rất là đẹp luôn. Cái em đang cầm là size nhỏ nhất, size 120 nhá. Lưu ý giùm em, chế nào chưa biết size bỏ ra một phút xem giùm em bình luận em ghi phía dưới nha mấy chị. L43 là màu xanh nha, em lên màu đen luôn cho mấy bà chọn lần luôn. Đó, form và chốt rất là đẹp luôn á trời. Rồi tiếp theo mã màu đen là L63. L43 là màu xanh coban, L63 là màu đen nha mấy chị. Đó, chế nào mà thích mặc những cái form basic đơn giản thì mình chọn cho em màu đen ha. Còn chế nào mà thích dạng hơi phối đồ tí xíu hoặc là muốn phối đồ tí xíu thì mình chọn màu xanh. Rồi, cho em mã này là mã L63, 155.000 đi em ơi, sửa lại đi, bằng giá đi. 155.000 L63, nhiều khi em làm có nhiều mã quá em quên giá. Này em ghi 159.000 nhưng mà 155.000 cho mọi người thôi. Ê chị Phan Thanh Xuân ơi, mình viết lại giùm em đúng cú pháp là L43-120 viết liền không khoảng cách nha chế. 3-5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger và để yên tin nhắn đó giùm em. Không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc livestream thì mình hãy ra bấm vào nút thanh toán. Thanh toán đơn hàng giùm em, điền địa chỉ số điện thoại giùm em, kiểm tra size số lượng đã đúng chưa thì mình nhấn vào thanh toán hoàn thành. Thì đơn hàng của mình mới được mua thành công nha mọi người, lưu ý giùm em nhé. Đó, chế nào chưa biết cách chốt đơn mới bên em thì coi bình luận luôn. Và chưa biết sai thì coi giùm em bình luận luôn để mua về mặt chính xác cho bé, không cần phải đổi tới đổi lui. Phiền mọi người hả? Nhớ giùm em nha mấy chị. L63 giùm em 155.000 mã kèm size đúng cú pháp giùm em. Trời ơi, form và chốt rất là đẹp luôn. L63 nha mọi người. Đó rồi, em qua mã. Mọi người mua L63 có thể phối cho em với cái áo này rất là xinh. Đó. Mã áo cho em là mã L68. L68 giùm em 100 bao nhiêu vậy ta? 125.000 hả ta? Ôi, em làm bị lộn nó mới chết nhưng mà thôi. Lỡ rồi. Phải 129.000 chứ. Quên. L68. L68. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em, cái em đang cầm là có thể bé trai và bé gái đều mặc xinh nha mọi người. Form và chất rất là đẹp luôn. Cái form áo nè, nhìn giùm em cái form áo đi nè mấy chị. Đó, nó mai rất là kỹ luôn. Và cái form này mặc rất là chất, dáng rộng rộng cho em như thế này. 20kg, 22kg trên giùm em 1m1 nha. Mặc cho em size 120. Con này chốt cho em là mã L68. L68 khoan hãy comment nha mọi người. Khi mà Tuấn nó đang em đọc mã lên để cho Tuấn setup lên thì mọi người comment trước, khi mà Tuấn setup thì đơn hàng không nhảy vô đơn hàng của mình. Khi mà sau khi nghe chữ bắt đầu hoặc là nghe Tuấn nó có cái giọng lên L rồi enter thì đơn hàng nhảy vô đơn ha. Cho em mã này là mã L68, 125.000 từ 120, 22kg trên 1m1 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em nha mấy chị. Đó, cái em đang cầm là size 120, size nhỏ nhất nhá. Chốt rất là đẹp luôn, đảm bảo mua con này về mê, 125.000 mê. Trời ơi, chế nào mà bé lớn lớn hay mua những cái hãng local gen đó mọi người, so giùm em với cái chất, cái form không thể nào mà bì được luôn cái hãng này. Đó, hàng này là hàng nội địa của Trung á mọi người, nên là hốt đi, đảm bảo mọi người không thất vọng đâu mấy chị. Rồi cho em con này là L73, 132.000 cái áo này nhá. 132.000, cái này nó có viền như thế này nè. Tết mặt rất là xinh luôn, và cái màu này thì nó không quá là đỏ. Cái màu đỏ nó rất là dễ chịu. Đó, màu đỏ này rất là dễ chịu. Bé trai này cũng xinh và bé gái này cũng xinh. L73, 132.000 đúng không? L73 giùm em nha mấy chị. Cái màu đỏ siêu dễ chịu luôn. Màu đỏ rất là dễ chịu luôn mọi người. Đó, form rất là đẹp ha. Bé trai mặc cũng xinh và bé gái mặc cũng xinh. 22kg cao trên 1m15, mặc cho em tới 55kg dưới 1m6. Cái này size lớn nhất, size lớn nhất mẹ có thể mặc được. Cái chất vải rất là đẹp luôn á mọi người.
ôi trời cái chất này nó mềm và thấm hút mồ hôi cực kỳ là ok luôn. Đó, cho em mã này là mã L 73 132 ngàn nha mấy chế ơi. Cái màu đỏ siêu dễ chịu luôn á. Cái màu đỏ không có bị quê nha mọi người. Màu đỏ quá đẹp. Cái form áo này trời, mà ngay là không bao giờ là mọi người thất vọng đâu. Mua cái hãng này về đi em đảm bảo mấy chị. L 73 mã kèm size đúng cú pháp thì mà em nha mấy chế ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Mã này cho em là mã L 11 169 ngàn L 11. Ui, cái này hôm qua em bán 172 ngàn thôi kệ đi. Hôm qua em bán màu kia 172 ngàn mà em quên đó mọi người, em cứ quên hoài. Làm giá 169 ngàn thôi kệ đi, mất không sửa tên sửa luôn. Rồi cho em con này là mã L 11 giùm em. Nó chế nào hôm qua chưa săn được màu kia thì hôm nay săn màu này nhá. 22 kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55 kg dưới 1m55 giùm em. 1m6 giùm em nhé mọi người. Đó. L11 160 ngày bắt đầu. Xuất sắc trời ơi, color mọi người ơi. Cái nó có tặng kèm mình cái nút á thì mọi người về á, mọi người bỏ vào một cái tủ hoặc là bỏ vào chỗ nào á, khi mà bé bị rớt nút ra thì mình gắn may vô cho em nhé. L11 giùm em. Size cho em từ 22 kg trên 1m1 và chốt cho em tới size 55 kg dưới 1m55 giùm em. Chị nào chưa biết size vào lượng xem giùm em cái size nha mấy chế. Chị Hồng Vân ơi, chị cầm bằng lại giùm em L73 120 cắt một cái. L73 150 nha mấy bạn. Đừng comment liền hai size vậy, con bot nó không hiểu để nhận đơn đâu chứ. Rồi, tương tác tốt bài viết nha mọi người. Khi mà mọi người nhận được tin nhắn Messenger, nhớ kiểm tra giùm em xem số lượng đã đúng chưa. Chưa đúng thì cột sổ cột số lượng ra điều chỉnh cho đúng giùm em. Và không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like thì mình ra mình thanh toán đúng một lần, nhảy ra một đơn ha mọi người. Bấm vào nút thanh toán mọi người tự động điền địa chỉ và số điện thoại vô giùm em nha mấy chế. Tiếp theo con này cho em là mã L27 159 ngàn giùm em cái chất nè. Ôi trời, cái chất nè. Cái chất nè mấy chị. Nhìn giùm em cái chất. Rồi mình hãy comment 159 ngàn quá xứng đáng luôn. Con quần nó cái form nè, quá là đẹp. 22kg trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em nhớ. 58kg 1m65 cũng có thể mặc được luôn nha mọi người. Form và chất rất là đẹp luôn con này. Nhớ giùm em phải trên 1m15 thì mới mặc được size 120 của dòng này nhớ. Chị Duyên Phan ơi, chị xem giùm em bình luận em ghim phía dưới, em có ghim cái size và chiều cao. Thì chế xem bé mình hợp với size gì. Bé chế hợp với size 120 của dòng đại đây em đang lên nè. Thì chế comment lúng cú phá giùm em là mã L11 120 viết liền không khoảng cách nha chế. L27 159 ngày bắt đầu. Con bot nó hiểu và nó nhận đơn đó, nên là mọi người comment giúp con nó không hiểu đâu. Cho em con này là mã L27 giùm em. L27 mã kèm size đúng cú phá giùm em nha mọi người. 159 ngàn mà cái quần, cái vải chất rất là đẹp luôn. Đó, mua một lần đảm bảo mọi người mê, my color rất là xịn sò. Đó, mã kèm size đúng cú pháp giùm em L27 nha mấy bà. L27. Tiếp theo, một con quần cho bé gái 149 ngàn L1 giùm em. 149 ngàn L1. Cái quần này thì mẹ có thể mặc được luôn, 52kg dưới 1m6, 1m57, 55 đều có thể mặc được nha mấy chị. Cho em là mã L1 nhá, 149 ngàn. 120 tới size 160 từ 19-20kg trở lên trên 1m1 và chốt cho em tới 52-53kg dưới 1m6 giùm em. Cái form quần này, cái màu chất rất là đẹp luôn cho em nha mấy chị. Đó, lên form xuất sắc luôn. Cái này mình phối kèm với áo thun rồi này kia rất là xinh. L1 149 ngàn bắt đầu. Cho em con này L1 nhá. Form nè, xuất sắc chưa mấy bà. Ở sau là 50% thun, ở phía sau 19kg và chốt cho em tới size 52kg dưới 1m55, 1m6 giùm em. Mẹ có thể mặc được size lớn nhất, size 160 luôn nha mấy chị. Đó, form và chất rất là đẹp luôn. 149 ngàn con quần này nhá. Dáng quần rất là xinh. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em. Rồi tiếp theo, lên con quần này thì mọi người tí xíu là mọi người phối với cái quần màu cam đó kìa. Mượn ơi. Nó thì có thể phối kèm. Nó em lên này. Nó mọi người có thể phối kèm màu cam nhẹ với màu cam đậm phối rất là xinh. Cho em tiếp mã này là mã L29 giùm em. L29 giùm em, nhìn cái form L29 này mấy chị. Ui là trời, cái form áo nè. Giá cho em L29 là 129 ngàn. Size cho em từ 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em con áo này nhá. Mẹ có thể mặc được size lớn nhất luôn. Cái form này là cái tay
tai nó tai tai lỡ mà nó lỡ lỡ như này mà rất là xanh luôn, mặc lên vẫn bao hàng cho em luôn. L29 129 bắt đầu hàng Michael L8 dày nè, có 129 ngàn, đáng đồng tiền bát gạo luôn mấy chế ơi. Cho em mã này là mã L29 giùm em nhá, L29 đúng cú pháp giùm em nhé mọi người, mã kèm size đúng cú pháp giùm em, viết liền không khoảng cách nhá. Khi mà mọi người nhận được tin nhắn Messenger kiểm tra giùm em số lượng đã đúng chưa, chưa đúng điều chỉnh cho đúng giùm em. Khoan hãy nhấn vào nút thanh toán. Khi mà mình không có nhu cầu mua hàng hoặc là em kết thúc like thì mọi người nhấn vào nút thanh toán đơn, điền địa chỉ và số điện thoại vô thì đơn hàng của mình mới được tính là mua thành công nha mấy chị. Cho em mã này là mã L29 nha. L29 tiếp theo. Lên con này cho mọi người phối kèm với L29. Rất đẹp lắm. Cho em mã này là mã L7. Đó. Cái này từ 20kg cao trên 1m1 giùm em, nhìn vào cái chất này. Cái chất này dán chất quần jean đó mọi người, mà cái chất jean nó mềm á mấy chị. Chất rất là đẹp luôn, từ 20kg cao trên 1m1 và 20-22kg nha mọi người. Cái em đang cầm là size 120, chốt cho em tới 52kg dưới giùm em 1m55. Nhớ giùm em nhớ, con quần này mẹ mặc size S có thể mặc được luôn con quần này nha mấy chị. Chất đẹp lắm luôn á, em bán như ta 169.000 con quần jean này. L7 giùm em 169.000, chất là chất quần jean nha mọi người. Rồi cái form xuất sắc luôn. L7. L7 169.000 bắt đầu. L7 giùm em nhá. Cái này phối đồ rất xinh cho bé gái giùm em nhé mọi người, 169.000 con quần jean nhá. L7 đúng cú pháp giùm em. 3 tới 5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger, để yên tin nhắn đó giùm em. Không có nhu cầu mua hàng hoặc kết thúc like, mình hãy ra thanh toán thì đơn hàng của mình từ đầu like tới cuối like nó sẽ gộp vô một đơn, điền địa chỉ và số điện thoại vô giùm em. Nhớ giùm em nhé mọi người. Đừng thanh toán nhiều lần, nó sẽ nhảy nhiều đơn. Và chế nào chưa biết size, bỏ ra một phút giùm em xem cái size em có ghim phía dưới và cái chiều cao em ghim phía dưới đó. Nhớ giùm em nha mấy chị. Cho em con này là mã L7. Hoặc là chế nào chưa biết cách chốt đơn bên em cũng vào bình luận em ghim phía dưới coi giùm em cái cách chốt đơn ha. L19. Ôi trời trời, con L19 cái dáng nè mọi người, 159.000 cho em L19 nhá. Size cho em cũng từ 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 nha. Cái này là phía trước đúng rồi. Đó, xinh lắm. Cái này phối kèm với mấy cái áo dáng gọng gọng như nè. Ui má ơi, bao chất luôn á. Chế nào mà thích cái dáng gọng thì những cái nạng này không thể nào bỏ qua được luôn. Quá là đẹp luôn mấy bà ơi. Con này cho em là mã L19 nhá. Khi mà nghe Tuấn nó cất cái giọng lên thì mọi người hãy bấm enter. 159.000 bắt đầu. Khi mà nghe Tuấn nó cất giọng lên mọi người bấm enter thì đơn hàng của mình mới được nhảy, mới được giữ trong giỏ hàng nha mọi người. Nhớ giùm em ha, bắt buộc phải ra thanh toán. Cách này thì mọi người không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc live phải ra phần inbox, bấm vào nút thanh toán, tự động điền địa chỉ và số điện thoại vô giùm em. Đó thì đơn hàng mình mới được tính thành công, nhận COD và chuyển khoản đều được nha mọi người. Đó, con này cho em là mã L19 nhá. Cái màu quá là đẹp luôn và cái form nè rất là lạ luôn. Cái hãng này cái phong cách nó rất là nghiêng về hàng Nhật đó mọi người. Trời, cái form quần này mấy chị xuất sắc luôn. Cho em mã này là mã L19. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em L19 nha mấy chị. Form và chất rất là xuất sắc. Đó, nhìn giùm em đi nè. Ôi là trời, những con quần này mà không mua là tiếc nha mấy bà ơi. Chốt rất là đẹp luôn, nhìn nó phối màu này mọi người, nó phối viền nè, xuất sắc luôn. Rồi tiếp theo, cho em mã áo là mã L30 132.000. L30 132.000, cái áo này chốt đẹp, chốt xuất sắc luôn, nó phối viền cho em vậy nè mấy chị. Đó, má ơi, cái form nè. Form này bé trai mang cũng xinh và bé gái mang cũng xinh. Những con sọc này mọi người mang lên, nói chung là nó nhìn nó mới mẻ lắm. Nó mới mẻ hơn những cái màu màu. Màu màu thì mình mua nhiều rồi. Những cái sọc mà phối màu gì mình mua về mặc thử cho bé. Cái dáng rất là xinh luôn đó mọi người. Cái này em đang cầm là size 120, cho em từ 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 hả? Mẹ L30 132.000 bắt đầu. L30 giùm em. L30 giùm em nhé mọi người ơi. Chốt rất là đẹp mấy chị. Đảm bảo mua về mặc mê luôn cái hãng này. Chế nào mà thích dáng rộng rộng thì những cái hãng này không thể nào mà bỏ qua. Đừng bỏ qua những cái hãng này nha mấy bà. Cái này em lên nguyên một set yếm. Giá cho em yếm này là yếm chất jean nhé mọi người, 215.000 cho em. Cái yếm này thì cho em 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em nha. Bé nha mấy chế.
size 120 tới size 160L 25 giùm em. Số lượng giới hạn có yếm này, yếm zin phối kèm với cho em với lại một cái áo nè. Mọi người có thể tắt áo ra mặc riêng cũng được. Đó, cái áo cũng xịn sò luôn nha mấy chị. Cái này một trong hai á, mua một được hai á mọi người. Đó. Yếm phía trước là như thế này. Đó. Cái này trên 1m15 22kg giùm em nha mấy chị. Giá L 25, 115 ngàn, 215 ngàn bắt đầu. 215 ngàn L L25. Chị Mỹ Lộc ơi, bé chị 35kg là mình mặc cho em size 140 hoặc 150 nha. Nếu mà bé mình cao mặc cho em size 150, nếu mà bé mình thấp thì mặc giùm em size 140 nha chị Mỹ Lộc. Coi bình luận em ghim phía dưới, em có ghim cái size rất là kỹ luôn. Chớ comment mã kèm size đúng cú pháp giùm em. 3-5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger. Thì để yên tin nhắn đó giùm em. Không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc live, bắt buộc mọi người phải ra phần Messenger bấm vào nút thanh toán. Thanh toán đơn hàng giùm em thì đơn hàng của mình mới được tính mua thành công nha mấy chị. Cho em mã này là mã L, L25, 215.000 L25 nhá. Chất và form rất là nét luôn con L25 này nha mọi người. Form xuất sắc luôn L25. Em có một màu này nữa. Màu này nữa cho em là mã L, màu tím này là mã L12, cũng 215.000 L12 nha mấy chị. Con này em có ít lắm. Mấy cái này em có 3-4 ghi rồi mấy chị. Đó, con này là từ 22 kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 55 kg dưới mét 6 giùm em, mét 55 nhá. Chốt yếm là yếm zin và phối kèm cho mình một cái áo thun. Con này mua một mà được hai luôn, 215.000 nguyên một set. Mã màu tím tím này cho em là mã L12. L12 nhá, chị Hiền Dương ơi, mã kèm size giùm em nhá. Chị Kitty Lê 215.000 bắt đầu. Chị Kitty Lê cũng kèm size giùm em, chị thiếu số 0 rồi đó chết. Đó, thiếu số 0 thì con boss nó cũng không nhận đơn đâu mọi người. Cho em mã này là mã L12 nhá. Tương tác tốt bài viết giùm em. Một nút like bài, nút share bài để không bị ẩn comment. Comment đúng lần là ra đơn. Nhớ giùm em nhận được tin nhắn Messenger kiểm tra cái số lượng xe như thế đã chính xác chưa. Chưa chính xác mình điều chỉnh giùm em cho chính xác nha mọi người. Và không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like, bắt buộc mọi người phải ra phần inbox, nhấn vào nút thanh toán, điền địa chỉ số điện thoại vô thì đơn hàng mình mới được tính mua thành công nhá. Cho em mã này là mã L12, 215.000, chất rất là đẹp luôn. Đó, form và chất xuất sắc luôn. Chưa tiếp theo. Mình bấm tiếp tục thì không có sao nha chị. Che em đi, chút ơi. Đó, cái này size 160 là mặc cho em tới 40kg nha mấy chị. 40kg giùm em nha mấy chị. Mã này mặc cho em tới 40kg hả? Cái này cho em từ size 120 tới size 150 thôi, cho mọi người mua bình thường cái size 17kg chỗ cho em tới 40kg. Đó, con này là mã L3 em. L3 159.000 L3. Sắc. Cái dáng này là dáng thụng thụng vậy nè mấy chị. Cho em từ 17 kg và chốt cho em tới 40 kg. 17 tới 19 kg mặc cho em size 101. 19 tới 22 kg mặc cho em size 120. 22 tới size 27 kg mặc cho em size 103. 28 tới 32, 33 kg mặc cho em size 140 và size 150 là từ 33 tới size 40 kg giùm em nhé. Con mã này cho em là mã L3 giùm em. L3 nhé mọi người. L3 159.000 bắt đầu. Từ 101 tới 150 đúng không em? Từ 101 tới 150 nha. Cái này em tự động thụt lùi, việc mọi người cứ chốt size chuẩn là được. Mấy bạn sẽ bốc hàng cho mọi người chính xác cái size ha, và phù hợp với số cân bé nha mấy chế. Mã này từ 17 kg và chốt cho em tới 40 kg. L3 giùm em nhé. L3 đúng cú pháp giùm em. Mã kèm size viết liền không khoảng cách giùm em. Và cho em xin một nút like bài, nút share bài, tương tác tốt bài viết để không bị ẩn comment ngày hôm nay. L3 đúng cú pháp nha mọi người. Size từ 10, size 101 tới size 150. 17kg và chốt cho em tới size 40kg. L3 giùm em 159 nhá. Rồi. Ui, cái dáng quần này là bé gái mặc rất là sân luôn mọi người. Bé trai mà chất chất mặc được cho em luôn. Cái dáng ống rộng nè. Nó bé trai. Ủa hả mày xô hẳn đi. Mệt thiệt luôn á. Em chưa nói xong nữa, thằng chồng em nhảy vô họng em nói. Đang mới nói bé gái, bé trai thì chất chất mới mặc được. Có nhiều chị khó mặc đồ á. Cái này 149.000 L53. Cái này mấy cái này em có ít, mọi người gán chốt nha. Cái này bé gái và bé trai chất chất hãy chốt cho em nha mọi người. Tại vì cái dáng này dáng ống rộng rộng vậy nè. Rất là xinh luôn. Cái form quần dáng rất là chuẩn luôn á. Chị về nhận hàng đứng form giả mang luôn, bao mê luôn. Cái này phối với cái áo, áo rộng rộng rồi này kia mặc xinh lắm. Cho em mã này là mã L. L nhiều cho ta?
L53, quên mất tiêu. L53 đúng cú pháp giùm em nhá. Size từ 22kg trên mét 15. L53 149.000 bắt đầu. 22kg trên mét 15 và số cho em tới 55kg dưới mét 6 giùm em. Đó, cái này mẹ mặc được size lớn nhất, size 160 luôn nhá. L53 L53 149.000. Còn 160 là trời một cái này. Qua mã, qua mã. Mấy cái dáng này bé trai mặc cũng xinh và bé gái mặc cũng xinh. Cái dáng này sung sung ôm ôm vô này mấy chị, nó không có rộng như dáng hồi nãy nha. Rồi cho em mã này là L42 149.000 luôn. L42 chất vải rất là xinh luôn. Cái này mặc lên form rất là đứng form mà nhẹ nhàng á mọi người. Cái dáng này rất là hàng luôn cho em nha. Đó. Cái này cho em từ size 22kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới size 55kg dưới mét 6. L42. Trời ơi, cái chất vải đẹp lắm. Rất là đứng form đúng không mọi người. Cái này phối với áo khung xinh lắm. Đó, ở phía hai bên nó có L42 149.000 bắt đầu. Cái nút nè, xinh lắm. Con này cho em là mã L42 nha mấy chị, 149.000 nha. L42. Ui, cái này phối chung cũng cưng nè mấy bà. Sơ vi nóng cùng nhẹ bên nè. Đẹp luôn chưa, đẹp chưa. Cái phong cách rất là hàng mà nó nhật, nghiêng về nhật lắm. Chất lên form cực kỳ là đứng form luôn nha mấy chị. Đó, chất vải rất là đẹp luôn cho em. Đó, cái này mình phối kèm với mấy cái áo nháy rộng rộng là sơ vi nóng mùng nhẹ bên rất là sực luôn. Cái màu này thì siêu dễ phối đồ. Cho em mã này là mã L. L42 giùm em, L42 là cái quần này nhá. Rồi tiếp theo. Nhớ giùm em mã kèm size đúng cú pháp giùm em. Khi mà mình không có nhu cầu hoàn hoặc là kết thúc like thì mình hãy nhấn nút thanh toán nha mọi người. Thì đơn từ đầu like tới cuối like mọi người mua nó sẽ gộp cùng một đơn. Bắt buộc phải ra thanh toán thì đơn hàng của mình mới được tính là mua thành công nhá. Và nhớ giùm em, có đơn trong giỏ hàng rồi mình kiểm tra số lượng đã đúng chưa, chưa đúng mình điều chỉnh cho đúng giùm em nha mấy chị. L21 em. Chưa đúng mình điều chỉnh cho đúng giùm em để những chị khác người ta comment sau người ta mua được đơn nha mọi người. Thương em chốt kỹ kỹ giùm em nha mấy chị. Em chốt kỹ kỹ giùm em nhá. Đó, cái cách này mọi người mua được rất là nhiều hàng luôn. Nhưng mà mình trốn mã nào chắc chắn mặt đỏ giùm em. Mình ra mình check out thanh toán đơn hàng giùm em. Không có nhu cầu mua hàng là cho bé ngủ hoặc là kết thúc live bắt buộc phải ra thanh toán trước 11 giờ thì đơn hàng của mình mới được tính thành công. Cho em con này là L21. Em lại set up size rồi. 132. Đó, 132.000 thôi, con áo rất là xinh. 132.000 bắt đầu. Trời ơi, cái chất vải nè mọi người, nhìn giùm em cái chất vải đi nè mấy chị. Show cho mọi người xem cái chất vải trước để mọi người biết cái chất như thế nào mọi người chốt. Trời ơi, cái chất vải rất là đẹp luôn mà cái form này xuất sắc mấy bà ơi. Chị nào đã vướng vào hãng này rồi, em đảm bảo nhận hàng, đảm bảo mọi người lìa ghiền luôn. Con này cho em từ 22kg trên mét 15, mét 1 giùm em nhá. Đó. Chị Hồng Nhung ơi, chưa biết đơn của mình thành công chưa chị? Đăng ký thành viên. Sử dụng cái số điện thoại hôm qua chị chốt đơn hết, chị đăng ký thành viên. Nếu như mà đơn của chế được mua thành công là đơn hàng đang xử lý, có dấu thăng và số là đơn hàng được mua thành công nha chị. Nhớ giùm em phải ra thanh toán thì đơn hàng của mình mới được tính mua thành công nha. Trước 11 giờ giùm em, sau 11 giờ đơn hàng nó nhả ra hết nha mấy chị. L21 giùm em, 132.000. Chốt đẹp lắm. Cho em từ 22kg và tới 52kg dưới mét 6 giùm em. 22kg trên mét 4 nha mấy chị. Đó, cái form cái chất rất là đẹp luôn mọi người. Con này chất đẹp lắm, cái hãng này siêu nét luôn á. Quan diện điện thương luôn. Trời ơi, đảm bảo 10 chị mua là 11 chị thích luôn. Bỉa. Cái này L51 giùm em, 135.000. L51 nha, hôm qua em có lên một màu rêu. Nhưng mà chế nào chưa săn được màu rêu thì mình mua màu này. Nói chung là cái dáng quần này rất là dễ mang luôn. Cái dáng này là 5-6 phân á mọi người. Bé trai mang cũng xinh và bé gái mang cũng xinh, dáng ngố nha. Nhưng mà mặc lên form rất là đứng form luôn. Nó là chất quần, chất nỉ nỉ nè. Nhưng mà mặc lên form rất là đứng form và cái chất siêu đẹp. Đó, nhìn giùm em nó mai như thế này nè mọi người. 135.000 có đáng đồng tiền cho mấy chị. Đó, chất vải rất là xuất sắc luôn. Và cái form này 135.000 bắt đầu. Cái form này mọi người phối với áo thun rất là xinh, nhẹ nhàng và đơn giản, bé rất là dễ chịu luôn. Tại vì bé nhỏ mà mọi người, 8kg chốt cho em tới 20kg dưới mét 1 giùm em. L51 nhá. L51. Đó mọi người, sơ vin phối nhẹ, sơ vin bên với áo thun rất là xinh luôn. Mang thêm cái túi nữa là đủ đi chơi đó mọi người. Cái dáng này nó đứng form lắm luôn á mấy chị. Về nhận hàng thử xem cái chất vải nó có đẹp không nha. Hôm trước là em like những cái dòng này rất là nhiều luôn á. Nhiều chị thích lắm. Tại vì cái chất này á thì bé mặc thoải mái lắm mọi người. Rồi tiếp theo cho em là L45, 119.000 cái áo trắng nè. Áo trắng cho em là mã L45. Quần là mã L như ta? L5 mấy em? L51 nhá.
chị Lê Vũ ơi, mình là vào bình luận chị xem giùm em cái size bé mình mặc size gì, rồi chị bình luận giùm em L21 kèm size viết liền không khoảng cách như những chị khác đang comment nó chế. Nhớ giùm em nha, vào bình luận xem giùm cái size trước để chốt cho chính xác nha. Em có ghim cái size và chiều cao của bé á thì mình chốt đúng giùm em. Đó. Cho em tiếp theo mã này là mã L45 119.000. Chất đẹp lắm con L45. L45 119.000 bắt đầu. Cái form nè, cái chất nè mấy chị. Nhìn em đi, 119.000 đáng đồng tiền bát gạo luôn. Cái hãng này lên form rất là đẹp. Hả? Hãng Urban Soul và My Color này cứ mua thử đi mấy chị, nó không thua kém về Love My Kids đâu mọi người. Đó. Nó là cũng ngang ngang nhau cái hàng đúng rồi. Cái hãng này nó là ở Trung Quốc á. Cái tính về cái mức mà bán ra cái lượng hàng á mọi người nó nhiều hơn Love My Kids, nhưng mà hãng hai hãng thì nó song song. Nó ngang ngang nhau vậy, cái chất lượng đồ này kia mọi người rất là xịn sò luôn. Cứ mua thử về, hai hãng này thử về mặc thử. Urban Soul và là My Color là cùng một hãng, cùng một công ty nhưng mà nó hai dòng khác nhau. Đó. Cho em mặc là mã, tại vì dòng nhí nó là Urban Soul mọi người, dòng lớn là My Color. L45 119.000 nha mấy chị. L45 nhá. Rồi tiếp theo em lên cho mọi người con nguồn jean này thì bé trai mang cũng xinh và bé gái mang cũng xinh luôn. Dáng này là dáng 7 phân á mấy chị. Đó, con này cho em là mã L49 175.000. Size 80 kg và chốt cho em tới 20 kg dưới 1m1 giùm em. Nghe em tư vấn cái size hoặc là mọi người có thể nhấn vào cái bình luận em ghim phía dưới, em có ghim cái size và chiều cao rất là kỹ luôn cho mọi người. Mọi người vô tham khảo cái size, chốt cho em đúng cái size giùm em. Chị Bích Chi Vân ơi, không cần kèm số điện thoại đâu chế. Tí nữa khi mà mình nhấn có đơn rồi thì mình nhấn vào nút thanh toán, không có nhu cầu mua hàng là kết thúc like nhá. Mình hãy nhấn vào cái nút thanh toán, thanh toán đơn hàng. Khi mà mọi người nhấn vào nút thanh toán nó có sẽ hiện ra địa chỉ và số điện thoại, điền vô giùm em. Nó thì đơn hàng của mình mới được tính mua thành công nha. Chị không cần cho số điện thoại trên like. 75 ngày bắt đầu. Con này cho em là mã L49, L51 là cái gì vậy ta? Cái áo này không? L51 là cái quần đó hả em? Cái quần này là 135.000 đó chị. Cái quần này là 135.000 nha. Rất là đẹp luôn, L51. Rồi cái quần jean là mã L49. L49 hôm qua em có lên rồi một con màu xanh. Chế nào chưa săn được màu xanh thì lên mua cho em màu này. Hai màu màu nào cũng xuất sắc hết nha mấy chị. Bé trai mang cũng xinh và bé gái mang cũng xinh, 175.000 giùm em L49. 80kg và chốt cho em tới 20kg dưới 1m1. 80kg mặc cho em size 80, 10-12kg mặc cho em size 90, 12-13kg tới 15kg mặc cho em size 100, 15-17kg mặc cho em size 101 và từ 17-20kg mặc cho em size 102 nhé mọi người. Lưu ý giùm em nhé. L49, 175.000 giùm em. Chất vải rất là đẹp luôn. Cái chất vải nó mềm, dã man luôn. Và lưng quần rồi này kia rất là thoải mái cho bé hả? Rồi. Cái hãng này nó vào trung tâm thương mại thì bắt buộc phải kiểm tra chất lượng rồi này kia. Những cái hãng này là hàng A. A mọi người có thể mặc trực tiếp và không cần phải giặt luôn. Nó không hề mẫn cảm với da của bé ha. Con này cho em tiếp theo là L10. Mình điều chỉnh giỏ hàng trước khi thanh toán nha. Chị Tiến Bảo ơi, mình thanh toán trước là đơn của mình sẽ được đặt thành công nha chị ơi. Cho em tiếp con này là L10 nhá. Nhớ giùm em, trước khi thanh toán đơn hàng kiểm tra giùm em cái size đã đúng chưa, số lượng đã đúng chưa, mình điều chỉnh cho đúng giùm em. Hãy nhấn nút hoàn thành nha mọi người. Đó, tại vì khi mà đơn hàng hoàn thành rồi em không có, nói chung là vẫn chỉnh sửa được trên đơn nhưng mà rất là khó để can thiệp vào cái đơn hàng của khách hàng. Nên là lưu ý giùm em, mình kiểm tra kỹ trước số lượng. Mọi người comment đã được đơn hàng rồi, số lượng có nhảy vô giỏ hàng của mình rồi thì mình coi giùm em số lượng đã đúng chưa. Chưa đúng điều chỉnh giùm em cho đúng nhá. Con này cho em là L49. Phối với cái áo này cũng xinh. Áo này cho em là mã L10, 105.000 L10. Size cho em 105.000 bắt đầu. 80kg và chốt cho em tới 20kg dưới 1m1 giùm em. Chất rất là đẹp luôn. Những cái dáng này mặc rất là thoải mái. L10 giùm em nhớ, size 80 tới size 120. Phải comment khi mà Tấn nó cất giọng lên thì đơn hàng của mình mới được nhảy vô đơn, mới được tính là nó mới nhảy vô giỏ hàng của mình nha mấy chị. Đó. Con này cho em là L10 giùm em. Nhớ giùm em, không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like, bắt buộc phải ra phần inbox bấm vào nút thanh toán, điền địa chỉ và số điện thoại vô thì đừng đơn hàng của mình mới được tính là mua thành công nhớ. Trong một lần nữa L10 ở trong nè, có viền vậy rất là xinh luôn mấy chị. Đó, chất đẹp lắm. Ở phía dưới có gì nè ta, cái này gọi là gì em quên mất rồi. L10 giùm em nhé mọi người, 105.000, 80kg và chốt cho em tới 20kg dưới 1m1 giùm em nhớ. L10 nhớ, chất đẹp lắm. Tiếp theo, nãy hãy chị kể quần nó có phun
Trời ơi. Tiếp theo chị mã mà không nhận được tin nhắn thì sao ấy chị Jenny chúc ơi. L8. Có một số chị mình chặn người lại nhắn tin thì mình vào phần nhân tin nhắn chờ giùm em nhé mấy chị. Chặn người lại nhắn tin thì vào phần tin nhắn chờ coi giùm em xem là có tin nhắn không nhá. Nhớ giùm em đúng cú pháp mã kèm size nha. L8. L8 125.000. Cái áo này em cho mọi người xem cái chất nha. Cái chất áo này nó rất là lạ luôn á mọi người. Chất rất là đẹp nha mọi người. Đó, cái hàng này là hàng dòng A. Thì nó trực tiếp mặc lên da của bé và không cần phải giặt luôn. Không hề mẫn cảm nha mọi người. Không hề bị ngứa, không hề bị mẫn cảm. Nếu mà mẫn cảm đền tiền luôn nha. Cái hàng này nó xịn tới cỡ đó luôn á. Cái hàng này vô trung tâm thương mại là nó kiểm tra rất là kỹ cái chất lượng trước khi mà nó lên sản phẩm. Đó, cho em con này là mã L, L như ta? L8. Size 80kg tới 20kg 4 tuổi. L8 125.000 bắt đầu. L8 125.000 nha mọi người. Cái chất rất là đẹp luôn. Khi mà mình mua con L8 này mình phối với quần kiểu hoặc quần jean đều rất là xinh. Đó. Phối quần kiểu cho em vậy. Đeo thêm cái túi đủ đi chơi mọi người. Chất đẹp lắm luôn á mấy chị. Đó, con này cho em là mã L8 viết liền không khoảng cách nha chị Ngọc Xuân ơi. Chị cắt là size cú pháp rồi chứ. Mã kèm size viết liền không khoảng cách tại vì con boss nó hiểu mọi người. Nên là đúng cú pháp giùm em thì con boss mới nhận đơn nhá. L8 giùm em size 80kg tới 20kg dưới 1m. Size 80 tới size 120 nha, để em lên size lớn cho mọi người mua. Mọi người có thể phối kèm với cái quần này cũng rất là xinh luôn. Cái quần này cho em tiếp là mã L như ta. L46. Con quần này giá 152.000 giùm em L46 nha. Nhìn em cái chất vải nè. Xô gần cái chất và cái từng đường kim mũi chị cho mọi người xem luôn. Đó. Nhớ giùm em L8 là tới 20kg dưới 1m thôi nha mấy chị. Lưu ý giùm em nha. Thêm một set bé gái nữa chuyển sang size lớn nha ba. Rồi cho em con này là mã L46. Size 80kg tới 20kg luôn 152.000 L46 nha. Rất là xinh luôn mấy chị. Chất đẹp lắm luôn á mọi người. Cái hàng này cũng dòng A không? Size nhí đa số là hãng này, hàng này dòng A không? Tại vì nó tiếp cận trực tiếp lên da của bé. L8 size 18kg bé, chị mặc size 120 của dòng nhí nha chị Thùy Cherry. Comment đúng cú pháp giùm em, L8 120 viết liền không khoảng cách giùm em. L46 152.000 bắt đầu. Đó. Chị phải cởi comment trước khi mà nghe Tấn nó nói L46 120 bắt đầu thì đơn hàng của mình nó mới khi mà set up lên rồi này kia hết thì mọi người comment nó mới nhảy vô đơn hàng của mình. Cho em mã này là mã L46 giùm em 152.000 nha mấy chị ơi. Chất rất là đẹp luôn, con này cũng dòng A luôn nè mấy chị. Dòng A là dòng tiếp cận trực tiếp lên da của bé và không hề mẫn cảm. Mọi người không giặt nó cũng không mẫn cảm luôn. Con này cho em là mã L như vậy em? L46 nha, 152.000, chất rất là đẹp. Đó, hốt ha mấy bà. 80kg tới 20kg, mét mốt quay đầu về giùm em nhá. Rồi tiếp theo. Đó, lên cho mọi người phối. Hôm qua em có bán cái size lớn cho bé lớn rồi. Cái áo cũng tự vậy nè. Thì bây giờ mọi người chị nào mà có bé nhỏ thì hốt luôn cái này. L6 125.000 cái áo này. L6 giùm em nha mấy chị. L6 này xinh lắm. Tí nữa em lên cái quần màu xanh cho mọi người phối kèm với L6 nha. Chất rất là đẹp luôn. Hôm qua em có lên một con màu hồng rồi. Màu này em mới lên được nè. L6 giùm em nhá. 125.000 L6. Tương tác bài viết để không bị ổn comment nha mấy chị ơi. Cho em mã này là mã L6 nha mấy bà. L6 mã kèm size viết liền không khoảng cách giùm em. 3-5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger. Kiểm tra số lượng giùm em đã đúng chưa. Chưa đúng điều chỉnh cho đúng giùm em. Và không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like thì mọi người hãy ra thanh toán. Khi mà mọi người kết thúc like, mọi người ra thanh toán hoặc là không có nhu cầu mua hàng, mình phải thanh toán giùm em thì đơn hàng của mình mới được tính thành công nhé. L6 125.000 bắt đầu. Ra thanh toán thì mọi người điền địa chỉ và số điện thoại vô giùm em. Đó, chị nào nhận COD thì nhận COD, chị nào chuyển khoản thì ốp bằng chứng chuyển khoản lên giùm em. Thì đơn hàng của mình mới được tính là mua thành công nhé mọi người. Hiện tại mọi người comment trên like em chỉ tạm giữ đơn hàng thôi. Nhớ giùm em cho bé đi ngủ được. Nhớ ra phần inbox bấm vào nút thanh toán, điền địa chỉ và số điện thoại vô, bấm hoàn thành thì mới ngủ được nha, thì mới ngủ ngon nha, đơn hàng mới được mua thành công nha mấy bà. Lưu ý nha mấy chị. Rồi cho em con này L6 nhá. 125.000 L6, 80kg tới 20kg dương 1m4 giùm em. Và tiếp theo cho em mã này là mã L23, 152.000, cũng size từ 80kg tới 20kg dương 1m4 luôn. Phối kèm với mấy cái áo này rất là xinh và cái màu siêu đẹp. Cái màu nó cực kỳ là hàng luôn mấy chị ơi. Đó, những cái dòng nhí này đó, đều là cái thuộc cái loại A.
thuộc cái loại A thì có thể mặc trực tiếp lên da của bé và không hề mẫn cảm luôn. Đó, info thông tin này được kia đầy đủ luôn. Hãng Urban Show là dòng nhí của hãng MyColor nha mọi người, lưu ý giùm em nhé. L23 152 ngày bắt đầu. Đó, con này L23. Đúng không em? Size 80 tới size 120 nhá, size 120 mặc được cho em tới 20 kg dưới 1m1 giùm em. Lưu ý dưới 1m1 cao hơn thì mình chọn dòng đại giùm em nha mấy chị. Nó cao hơn đường bon chen nha mọi người. Tới dưới 1m1 thôi. Chất rất là đẹp luôn, con này 152.000. Ui cái dáng này dáng quần ngố ngố mấy chị. Cho bé gái rất là xinh luôn. L nhiều quên rồi. Quên nữa. L23 nha mấy cháu ơi. L23 giùm em 152.000 nha mọi người. Em chuyển sang dòng lớn nha. Dòng đại cho mấy chị mua. L23 giùm em L23 nha mấy cháu. Rồi tiếp theo. Con này là L18. 159.000. Cái dáng quần này thì chị nào mà thích mặc form đơn giản á, dễ phối đồ này kia thì chọn cho em những cái loại quần như thế này nhá. Size cho em từ 22kg cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em. Nghe em tư vấn size, tại vì cái dòng đại này cái size nó to. Bé bình thường mặc 20kg, 18kg mặc 120 thì cái dòng đại này 18kg không mặc được. Phải từ 20-22kg trở lên, 1m15 trở lên. Và cho em tới 55kg dưới 1m6 hoặc là từ 58kg mặc cao, 1m6 mấy cũng mặc được luôn nha mọi người. Đó. Con này cho em là mã L. L18 cái form và chất rất là đẹp. 22 tới 25 kg mặc trên size 120, 25 tới 28 29 kg mặc trên size 130, 29 tới 35 kg mặc trên size 140, 35 tới 40 42 43 kg mặc trên size 150 và từ 43 tới 55 kg mặc trên size 160 nhá. L18 159.000 bắt đầu. Nếu mà bé mình có bụng tròn đó, thì mình chốt nhảy lên một size thôi. Nó nếu mà bé mình cao á và gầy á, 55-58 kg vẫn mặc được cái quần này luôn cho em nhá. Nó form rất là xuất sắc luôn, chốt rất là đẹp nha mọi người. Con này thì mọi người mua về cực kỳ là dễ phối đồ luôn. Cho em mã này là mã L18 nha mấy ạ. L18 nha mấy chế ơi. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em nha mọi người. Giá cho em là 159.000. 159.000 nha mọi người. Cái quần chất vải rất là đẹp luôn. Mà cái form này mọi người cực kỳ dễ phối đồ luôn ha. Đó, cái dáng nè, dáng 7 phân mà nó hơi tấm tấm vô tí xíu thôi, không quá tấm. Cái form rất là đẹp luôn, chất lắm luôn á. Khi mà mình mặc về là rộng rộng vậy nè, rất là Nhật luôn, theo phong cách rất là Nhật luôn và Hàn á mọi người. Cái hãng này nó nghiêng về phong cách Nhật Hàn rất là nhiều. Đó, cho em hãng nội địa của Trung mà nghiêng về Nhật Hàn nha mấy bà. Chị Nguyễn Phương Thảo ơi, mình comment size của Pháp rồi chứ. L mã kèm size giùm em đúng cú pháp như những chị khác đang comment. Chứ chưa biết cách chốt đơn bên em, bỏ ra một phút xem giùm em bình luận em ghi phía dưới nha. Rồi cho em tiếp con này L36 132.000. Nó L36 nè, cái form nè, hồi nãy em có lên một màu đỏ rồi. Chế nào ngại mặc màu đỏ thì mình mua màu xanh coban này rất là dễ mang. Bé trai mang cũng xinh và bé gái mang cũng xinh. 22kg trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em. Cái em đang cầm là size 120 nhé mọi người. Mà dáng của hãng này phải mặc rộng rộng nó mới đẹp nhá. Nó chế nào mà thích mặc form vừa vặn hoặc là ôm ôm này kia thì mình thụt lùi về size giùm em. Con này chất đẹp lắm, 132.000. L36 giùm em. Nó form và chất rất là nét luôn, L36 nha mấy chị. L36 132.000 bắt đầu. L36 giùm em. Form là chất đẹp lắm. L36 nha mấy chị. Nó nhớ giùm em bỏ ra một phút xem giùm em cách chốt đơn của bên em mới và mọi người coi giùm mấy cái size luôn nha. Khi mà mình nhận được tin nhắn Messenger kiểm tra số lượng đã đúng chưa, chưa đúng điều chỉnh lại cho đúng giùm em và để yên đó bấm tiếp tục xem like, mình mua tiếp. Không có nhu cầu mua hàng là kết thúc like, phải ra thanh toán giùm em trước 11 giờ thì đơn hàng của mình mới được tính thành công. Ra phần inbox bấm vào nút thanh toán, điền địa chỉ số điện thoại vô, đơn hàng mình mới được tính thành công nha mấy chế. L36 giùm em màu xanh coban rất là dễ chịu luôn. Đó, lưu ý giùm em nha, cái em đang cầm là size 120. Mới mua một cái mẫu này. Quá đẹp luôn. Xuất sắc. Bao luôn. Bao dáng giống vậy đúng không? Dạ, mẫu giống nhau. Rồi cho em tiếp theo con này là mã L29. 100 bao nhiêu ta? 29.000. Phải không ta ho? Đó, L31 em ơi, 129.000. L31 giùm em nha mấy chị. Chất rất đẹp luôn. L31 129.000. Mấy con này bán như thế này giá rất là rẻ không? Mọi người mua về mặc thử giùm em xem. Chốt đi, cái này đẹp lắm. Cái này mẹ mặc size từ 52kg mặc được ha. 52kg đổ về mặc được. Con này cho bé gái rất là xinh luôn. Và cái chất này mọi người mặc lên rất là dễ chịu luôn. Nó thấm hút mồ hôi cực kỳ ok luôn. Em có bà gì á, bà cứ kêu em là mày canh những cái này size lớn lớn lấy giùm ta. Tại vì đồ nít, cái chất nó quá đẹp. Cái hãng này chất cực kỳ là đẹp luôn. Hồi năm mà em bán ở Hậu Giang em lấy cho bà mấy cái mà tới bây giờ luôn, bà mê luôn á.
Nó cái form và chất rất là đẹp luôn. Con này về nhận hàng xem nhìn mấy cái chất nó có đẹp không nha, nó rất là mát luôn. L31 129.000 bắt đầu. L31 nha mọi người, 129.000 giùm em. Mã kèm size viết liền không khoảng cách đúng cú pháp giùm em. 3 tới 5 giây mọi người nhận được tin nhắn Messenger, để yên tin nhắn đó giùm em. Không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like, bắt buộc mọi người phải ra phần inbox, bấm vào nút thanh toán, điền địa chỉ số điện thoại vô thì đơn hàng mình mới được tính là mua thành công nhé. Con này cho em là mã L31 giùm em, 22kg chơi, cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em con áo này nha mấy chế. Chất vải rất là xuất sắc luôn con L31 này, chất đẹp lắm. Tiếp theo. Tiếp theo cho em con này là mã L41, 155.000 con quần. Ui trời cái dáng này bé gái nha mấy chị. 19-20kg cao trên 1m1 giùm em, 20kg trên 1m1 và chốt cho em tới 52kg dưới 1m55 giùm em. Đó. Bé mà 1m6 thì có thể mặc được tới 55kg luôn nha. Chị Hằng Nguyễn ơi, L31 chị kèm size giùm em, chị vào bình luận xem giùm em bé mình cao bao nhiêu và số cân đó phù hợp với size nào, chị comment lại đúng cú pháp giùm em nha chế. Mã kèm size viết liền không khoảng cách nha chị Hằng Nguyễn. Chị Huỳnh Thị Cẩm Hà comment size cú pháp rồi. L31 120 cách một cái L31 150 và cách một cái L31 160 thì con bóp nó mới hiểu và nó mới nhận đơn nhá. L41 155.000 bắt đầu. Con này cho em là L41 155.000, cái dáng quần rất là đẹp luôn. Ôi trời cái dáng này cạp cao mà mẹ em mặc được size 160 luôn nha. Mẹ 52kg dưới 1m55. Cái này em mặc được size 160 luôn nha mấy chết. Đó, cái form cạp chất rất là đẹp luôn những cái hàng này. Đó, hãng Michael Lo này cứ mua đi mấy chị. Mua đi thử xem nó có đẹp không. Rồi hãy mua tiếp nha. Đó, chất đẹp lắm. Con này. Rồi cho em tiếp thêm một cái quần này nữa nha. Hôm qua em có bán một cái màu khác, hôm nay có một cái màu này nữa. Chị nào hôm qua chưa chốt được màu kia thì cho em cái màu này. L36 là cái gì vậy em? Quên rồi. Em quên mất rồi mấy chị. Cáo xanh hả? Size từ 120 tới size 160 là từ 22kg cao trên 1m1 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 nha. Cái áo xanh đó. Con này là L64. Ui trời cái dáng này là dáng quần á mấy chị. Mà form rất là đẹp luôn. 158.000 con quần này nhá. Cái này mình phối kèm với những cái dáng áo thun rất là xinh luôn. Em lên cho mọi người con dáng áo thun này nè. Ui trời. Phối kèm xuất sắc luôn. Cái quần này cho em là L64, chất rất là đẹp luôn á mấy bà. Từ 20kg cao trên 1m1 và chốt trên tới 52kg dưới 1m55 hoặc là 55kg 1m6. Bé gầy gầy có thể mặc được cho em tới 55kg luôn ha. L64 158.000 bắt đầu. L64 nha mấy bà ơi. Em ngon uống miếng nước ca. Hụt hơi. Cái này 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 cái nút này là bọc vải luôn á mọi người. Cái nút rất là xịn sò luôn. Những con quần họa tiết như thế này, mọi người phối cho em áo màu trắng, áo màu đen hoặc áo màu xanh. Nó những cái họa tiết hoặc áo màu đỏ hoặc là máu màu xám vậy nè, rất là xinh. Rồi tiết chế mã này là mã L33. Nó quần cho em là mã L64. Áo này cho em là mã L33 nha. Áo cho em là 129.000. Cái áo này thì có thể mặc được cho bé trai và mặc được cho bé gái luôn nha mấy chị ơi. Ui cái form xuất sắc luôn. Cái này từ 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6. Cái này mẹ mặc được size lớn nhất luôn. Cái chất vải rất là đẹp luôn á mọi người. Về nhận hàng giùm em, kiểm tra giùm em cái chất vải xem cái hãng áo thun này nó đẹp không nhá. Chất đẹp lắm luôn á, cái những cái hãng này. 33-129.000 bắt đầu. Những cái hãng này nó làm chất VIP dã man luôn. Ôi trời, chị nào mà đơn giản rồi này kia cần cái áo để phối đồ mà cái form nó đẹp quá mọi người, chọn giùm em cái này. Chất rất là đẹp luôn, bé trai mặc cũng xinh và bé gái mặc cũng xinh cho em nhá. Cho em mã này là mã L nhiêu vậy ta? L33 129.000 thôi nha mấy chị. L33 129.000 giùm em nhé. Đó, chất xuất sắc luôn. Em có hai màu, chế nào ngại mặc màu trắng cho bé nhưng mà màu trắng mặc lên rất là xinh. À, trong trẻo mọi người. Thì mặc cho em màu cam này. Màu cam này nó cũng nhẹ nhàng và rất là xinh luôn. Đó, nói chung là hãng này cái màu rất là nhẹ nhàng. Những cái màu rất là nét. L66 là con áo này, màu cam. Màu trắng là mã L33. Màu cam là L66. Đó, xinh chưa? Xuất sắc. Hôm nay đồ rất là nhiều đồ đẹp. Ôi. Hình như xinh.
L66 giùm em nha. L66 129 ngày bắt đầu. Trời ơi, cái Shopee hết cái Shopee. Cái đèn quanh kia đi. Đèn tân á. Ừ. Lấy cái ổ điện bự không? Cho em mã này là mã L66 giùm em 129 ngàn. Cái dáng quá đẹp luôn á chị. Cái dáng xuất sắc luôn hả? Cáo mệt ghê á. Nó hơi tối. Chờ tí em ghim cái đèn vô nó sáng lại liền. Rồi cho em con này là mã L66 nha. Bé trai mang cũng xinh và bé gái mang cũng xinh. Mẹ có thể mặc được size 160 luôn nha mọi người. 22kg cao trên 1m1 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em. Chốt mà không đẹp em không lấy tiền mấy chế con này luôn. Chốt rất là xịn. Ui cho cái hãng này cái chất nè mọi người. Nhìn nhìn giùm em. Trên live không cảm nhận được cái chất vải đâu mọi người. Đảm bảo mọi người nhận hàng về mê. Cái chất chất đẹp lắm. Cái chất này em bán hãng Lucky Kit là do cái chất vải và chất lượng của nó em nổi tiếng. Mà mọi người thử mua cái hãng này thử xem. Điều đó. Lucky Kit được. Chất đẹp lắm. L34 giùm em 175 ngàn. Cái quần này. Ui cái quần này cho bé gái mang cũng xinh và bé gái trai mang cũng xinh. Cái dáng này tầm 5 phân nha mấy chị. Cho em con này là L34. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em. Chị nào chưa biết size bé mình đang mặc size gì vào bình luận em yêu phía dưới xem giùm em cái size nhớ. Còn khi mà mình chốt được, chốt được rồi báo về tin nhắn Messenger mình bấm xem giùm em số lượng đã đúng chưa. Chưa đúng mình điều chỉnh cho đúng giùm em. Khi mà mình không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like thì mình bắt buộc phải ra phần inbox, bấm vào nút thanh toán đơn hàng, điền địa chỉ và số điện thoại vô thì đơn hàng của mình mới được tính mua thành công nha mọi người. Nhớ thanh toán trước 11 giờ giùm em nhé. Con này cho em là L34. L34 175 ngày bắt đầu. Cái màu rất là đẹp luôn á mọi người. Cái màu jean chất, cái màu đẹp lắm. Đây chế nhìn giùm em cái màu đi, cái màu này xuất sắc luôn. Bé trai mà cũng xinh và bé gái mà cũng xinh. Dáng này dáng 5 phân nha mọi người. Lưu ý giùm em nhé. Form và chất rất là đẹp. 20kg cao trên 1m1 và chốt cho em tới 52kg dưới 1m55 giùm em. L34. Cái này là Wills. Cái này là áo, đúng rồi. Ủa, họ xem y thao tờ. Bé giỏ. Cái này là áo sơ mi á mọi người. Trời phối vô rất là xinh luôn. Cái này phải trên tầm 1m2. Cái này phải trơn tầm 1m2 mặc được cho em. Size em đang cầm là size 120. Dáng này dáng rộng rộng dài dài nha mấy chế. Lưu ý giúp em nha, dáng rộng rộng nha. Chất chất là L70 155 ngàn con L70 này. Nghe em tư vấn cái size L70 nha. Cái dáng nè. Trai mà cũng xinh và bé gái mà cũng xinh. 22kg cao trên 1m15 hoặc 1m2. 22-25kg. 25-28kg chốt cho em size 120. 28-33kg chốt cho em size 130. 33-37-38kg chốt cho em size 140. 38-45kg chốt cho em size 150. Và từ 45-55kg chốt cho em size 160. Lưu ý con này L70 155 ngàn bắt đầu. L70 là cái dáng rộng rộng, mặt rộng rộng mới chốt nha mọi người. Chị nào mà thích mặt form ôm đừng chốt con này giùm em nhá. Đó, chốt xong mà về nói mặc như cái mền là em giận nha mọi người. Cái chất này, cái form này phải mặc rộng thì nó mới đẹp nha mọi người. Chị nào mà thích mặc dáng rộng thì chốt giùm em những con này. Đó. Cái này là cái dáng nè. Nhìn giùm em cái dáng đi nè mấy chị. Cái tai nó hơi bè ra tí xíu, rất là hàng luôn. Mặc lên form rất là xuất sắc. Chế nào mà thích phối đồ hoặc là phối những cái này với quần legging hoặc là quần 5 phân rồi cho em rất là đẹp luôn. Nó chất lắm luôn. Cái này em có hình mua đồ mặc. Bé trai nó đang mặc cái này mà dáng dài dài. Tại cái điện thoại em đang mở nhạc coi. Cho em con này là mã L. L70 giùm em nha. L70 rất là kén. Rất là kén dáng nhưng mà khi mà mặc lên xuất sắc luôn. Cái này bé cao cao mặc rất là xinh luôn. Đó. Rồi hoặc là mấy chế chốt vậy nè. Nó phối dày cho em. Rộng rộng dày nè, mặc nó xuất sắc lắm. Đó. Trời ơi nó vậy đó. Trắng đây đây. Đó vậy đó. Rồi tiếp theo cái quần này. Tiếp theo một con quần rất là chất cho mọi người nữa. Cho em mã này là L52 149 ngàn hả? 149 hả ta? 155 ngàn đi em. Sửa em giá giá ơi. Cái này 155 ngàn nha mấy chị. Chất lắm, cái dáng này rất là đứng form luôn. Mã này cho em là mã L52 155 ngàn. L52 nha, trừ ra cái 160 cho anh Thiên đi em.
anh Hiền khoái mặc mấy cái chữ dáng này đó. Biết thằng chồng em nó thích mặc cái dáng này lắm ấy bà. 155.000 mã cho em là mã L. L52 giùm em. Đó. Con này phối đồ mặc lên form siêu chất luôn mấy chị. Nhìn giùm em cái form đi nè. Đây hai cái túi đẹp lắm, trời phủ quá. 155.000 mấy bà ơi, nhìn cái form đi. Rồi hãy coi tới cái chất. Hả? Cái form này xuất sắc. Cái dáng này nó nghiêng về Nhật Nhật và hàng hàng rất là nhiều luôn. Những cái mã hàng này mọi người về mặc phối đồ chất dã man luôn. Con này cho em là mã L. 52 khoan hãy comment. Khi mà nghe Tấn nó cất giọng lên thì mình comment thì đơn hàng của mình nó mới dậy vô giỏ hàng nha mấy chị. L52 giùm em nha mấy chị. Chất đẹp lắm con L52 này. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em. 22kg cao trên mé 15 và chốt cho em tới 55kg dưới mé 6. Hoặc là bé 58kg mé 6 vẫn mang được nha mọi người. Chất đẹp lắm. Thằng chồng em 1m72 mà 65kg nó cũng còn chen lấy cái này nữa. Đó. Nói chung là chất rất là đẹp luôn mọi người. Phối kèm với những cái dáng áo như thế này xinh lắm. Mặc rộng rộng gì chất lắm luôn mấy chị. Rồi tiếp theo nha. Cho em mã áo này là mã L17. 129.000. Chưa chụp được bác ơi. Phía sau đi bác. Nè chụp đây. Chụp hai cái túi. Vậy đi. Chơi lại chiếc tè đi ha. Đúng chưa? Chụp anh ha. Chụp đẹp ha. Trời kia trời là chụp đẹp lắm này. Rồi cho em tiếp mã này nha mọi người. Mã này cho em là L17 nha mấy chị. L17 chất vải rất là đẹp luôn mấy chớ rồi. L17 giùm em nhá, mã kèm size đúng cú pháp giùm em. Mọi chị đang xem trên sân một nút like bài, nút share bài của mọi người để không bị ẩn comment nhé mấy chế. L17 giùm em size từ 22kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg, 58kg dưới mét 6 giùm em. Đó. Con này cho em là mã L17, mã kèm size đúng cú pháp giùm em nha mấy chị. Khi mà mình nhận được tin nhắn Messenger kiểm tra số lượng như vậy đã đúng chưa? Đúng rồi, để yên tin nhắn đó, bấm tiếp tục xem like, khoan hãy ra thanh toán. Không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like, mọi người ra inbox, nhấn vào nút thanh toán đơn hàng giùm em, điền địa chỉ số điện thoại giùm em. Đơn 17, 129 ngày bắt đầu. Đơn hàng mà mọi người mua từ đầu like tới cuối like nó sẽ gộp vô cùng một đơn. Thì thanh toán đúng một lần duy nhất, không thanh toán nhiều lần nó sẽ tách ra nhiều đơn nha mấy chế. Lưu ý giùm em nhé. L17 giùm em 129.000. Chất sắc luôn. Rồi phối cho em với con quần này cũng xinh. Quần này cho em là mã L22 159.000. L22 cái quần này cái chất nè. Cái form nè mấy chị. 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em nhá. Đó, form và chất rất đẹp luôn. Cái em đang cầm là size 120, dáng này dáng 78 phân nha mọi người. Phối đồ rộng rộng rất là chất. Con quần này màu xám xám á mấy chị. Đó, cái dáng này mặc lên form cực kỳ là nét cho em. L22. Size cho em từ 22kg cao trên 1m15. L22 159 ngày bắt đầu. Chốt cho em tới size 55kg dưới mé 6 giùm em. L22 nha mấy chị. L22 đúng cú pháp giùm em nhá. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em nha mọi người. L22. Rồi tiếp theo báo ơn qua mã. Cho cái bé bé gái đi. Ủa mà không. Phối cái này cái đi rồi, rồi qua bé gái. Đó. Cái sọc này phối luôn. 170 rồi đấy. Cái này cho em là mã L59, 138.000 con L59 này. Nhìn giùm em cái form L59 này mấy chế. Ui là trời. Cái form xuất sắc. L59. L59 này. 138.000. L59 giùm em 138.000 L59 nha mấy chế ơi. Cái này xuống đi. L59 size cho em từ 22kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg dưới mét 6 mẹ em con này. L59 138 ngày bắt đầu. Chất đẹp lắm, con này bé trai mang cũng xinh và bé gái mang cũng xinh, dáng này mặc rộng rộng giùm em nhá. Cái em đang cầm là size 120. Gái mặc đẹp. 23 gái và trai đều có thể mặc được luôn. 23kg cao trên mét 15, 22-23kg và chốt cho em tới 55kg dưới mét 6 giùm em. Rồi. Bé gái thì có thể phối với những cái dừa dáng quần này. Dáng quần này thì mặc dáng rộng rộng rồi. Hoặc là mọi người có thể phối với những cái dáng áo ôm cũng được. Cho em tiếp theo mã này là mã L24. 155.000. Cái dáng quần này dáng cặp cao, dáng 6-7 phân nha mấy chị. Đó, dáng này dáng cặp cao 6-7 phân nhá. 6 phân á, tầm 6 phân.
Cái này cho em là mã L. L24, 155.000 L24. Cái này mẹ size lớn nhất, size 160 có thể mặc cho mẹ 55kg dưới mét 6 giùm em cũng được nha mấy chị. Con này cho em là mã L24. Đó, hoặc là 52kg mặc đẹp. Size 160 52kg mét 55 đổ về cho em. L24 mã kèm size đúng cú pháp giùm em. L24 155.000 bắt đầu. L24 nha mấy chị ơi, 155.000 đúng cú pháp giùm em. Chị Mỹ Ngọc ơi, bé chị 40kg có thể là mặc size 150. Nếu như mà bé cao 150 là đẹp nha chế. L22 150, cắt cái L59 150 thì đơn hàng của mình đúng cú pháp, không bót nó mới hiểu nha. Đó. Chị Hồng Nhân Nguyễn Thị ơi, viết liền không khoảng cách giùm em chế, khoảng cách ra con bót cũng không hiểu và không nhận đơn nha chế. Rồi con này chốt đúng cú pháp giùm em, mã kèm size viết liền không khoảng cách L24. Dáng cặp cao nè, form rất là đẹp luôn. 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em. 55kg ha. Tiếp theo, em có con đầm này có hai màu, màu nào cũng xinh hết. Đó, em lên trước màu này cho mọi người chọn ha. Cái này mình có thể rút vô, mình điều chỉnh cái độ ôm nó của cái vòng eo đều được nha mọi người. Cho em con này là mã L2 172 ngày con này. L2 giùm em nha mấy chế ơi. L2 cho em từ 22kg cao trên 1m15 hoặc là 1m1, chốt cho em tới 52kg dưới 1m55 giùm em. L2 nhá, 172 ngàn con đầm, chất và form rất là đẹp luôn. 175 ngàn cho em. Cái dáng này siêu xinh, cái form, cái dáng siêu xinh, chất rất là đẹp luôn cho em. Con này cho em là mã L. L2 172 ngàn bắt đầu. L2 172 nhá, từ 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m55. Chế nào chưa biết size bé mình đang mặc size gì vào bình luận coi giùm em cái size ha, để mình chốt cho chính xác cho mọi người. L2 nhá. Tiếp theo cho em mã này là mã L44. Cái chất vải đẹp ngang nhau, cái chất và cái form nè mọi người, trời ơi trời, xuất sắc. Con này chốt cho em tới 52kg dưới 1m55 giùm em nhé mấy chế. Con này cho em là mã L44, 172.000. Cái form đầm xinh lắm mấy chế, mặc dán baby doll vẫn được nhá, hoặc là mình mặc dán ôm ôm rút về cũng xinh nữa. Con này cho em là mã L44, cái màu xinh lắm, hai màu màu nào cũng xinh hết. L44 mã kèm size đúng cú pháp giùm em, L44 nha mọi người. L44 172.000 bắt đầu. L44 giùm em nha. Cái này rút lại, mình thắt lại cái nút giùm em. Đó, L44 mã kèm size đúng cú pháp giùm em, L44. Tiếp theo cho em mã này là L54. Đó, L54 149.000. Cái này hàng chồng em nó cũng bong chen mà thiệt luôn á. L54 này là bé trai mang cũng xinh và bé gái mang cũng xinh ha. Cái form quần đẹp lắm chứ chứ. Cái form mà cái chất vải rất là đẹp luôn. Đó. Dáng như thế này nè, chất nè mấy bà. Nhìn giùm em ha. 149.000 thôi con quần này. Bé trai mang cũng xinh và bé gái mang cũng xinh nha. L54 giùm em, 149.000. 22kg cao trên 1m15 và chốt trên tới 55kg dưới 1m6. 58kg dưới 1m6 vẫn mặc ok nha mấy chị. Đó. Phối vậy nè, mặc rộng rộng ra vậy rất là xinh luôn, xuất sắc lắm. Cho em cái quần này là mã L54, 149.000 L54 nhá. L54 149.000 bắt đầu. Form xuất sắc luôn L54. Đẹp, chất đẹp lắm. Cái hãng này chất xuất sắc luôn. L54 đúng cú pháp giùm em nha mấy chị. Bé trai, bé gái đều mặc xinh. Chất này rất là dễ mang luôn và cái form này siêu dễ mang ha. Form xuất sắc lắm. Rồi cho em tiếp cái áo này là mã L28 135.000. Cái form này khỏi bàn. Bé trai mặc cũng được, bé gái mặc cũng được. Đó. Cái form này xuất sắc. Hôm qua em có lên một cái màu kem kem á. Chị nào chưa săn được màu kem thì mình săn màu này. Hai màu nó nhẹ nhàng. Và cái form nè mấy chị, form áo nè. Cái form mà dáng như thế này mặc lên rất là đã luôn. 22kg L28 135.000 nhá. Ui trời cái dáng này đơn giản thôi mọi người mà cái form nó lên rất là đẹp luôn. Cho em mã này là mã L28 135.000 đúng cú pháp giùm em, mã kèm size viết liền không khoảng cách. 3-5 giây mọi người sẽ nhận được tin nhắn Messenger kiểm tra giùm em cái cột số lượng đã đúng chưa, chưa đúng điều chỉnh cho đúng giùm em. Để yên đó, 135.000 bắt đầu. Để yên đó, không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc live bắt buộc mọi người ra inbox
bấm vào nút thanh toán, điền địa chỉ số điện thoại vô thì đơn hàng của mình mới được tính mua thành công nha mấy chị. Đơn hàng mua thành công là đơn hàng có dấu thân và số đang xử lý là đơn hàng được mua thành công nhá. Mọi người chỉ cần ở yên đó, ở yên nhà đó và chờ nhận hàng thôi. Nó gán căn điện thoại giùm em nha mấy chị. L28 giùm em 135.000, size cho em từ 22kg cao trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em. Phong và chốt rất đẹp, 135.000 chốt quá đỉnh luôn. Rồi, cái này mọi người phối cho em với cái quần legging này cũng rất là xinh nha mấy chị. Sơ bên nhẹ ở một bên như thế này nè. Đó, phối cho em xinh lắm. Hiếm lắm em có mấy con quần legging màu trắng. Cho em mã này là mã L5 115.000 giùm em nha mấy chị. L5, mọi chị đang xem cho em xin một nút like bài, nút share bài để không bị ẩn comment đúng lần ra đơn. Chế nào chơi game thì cho em xin mã quà tặng cuối năm. Viết liền không khoảng cách, một nút like bài, ba nút share bài để đủ điều kiện chơi game nhá. Game thì em sẽ kéo dài tới 10:30 nhé, mọi người sẽ công bố nhá. Không giới hạn được comment, không giới hạn được chia sẻ. Đó, mọi người cứ comment thoải mái và chia sẻ thoải mái luôn. Cho em mã này là mã L5 tương tác nha mọi người. Tương tác bài viết nhá. L5 size từ 120, 18-19kg vẫn mặc được và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em. L5 115.000 bắt đầu. Chất đẹp lắm. L5 nhá. Con quần legging rất là xinh luôn L5. Mới 120 khởi gì là rồi L5. Cái này em cũng lấy cái cho anh Khải mặc. Thằng Khải 120 chắc cũng được. L5 giùm em 115.000. Mà không có 101. Lấy rồi, lấy một cái. Đó, tiếp theo gái, tiếp theo cho em cái dòng xa nhí nha. L38. Con này cho em là mã L38, hôm qua có lên màu rồi. Chế nào chưa săn được màu kia, săn màu này. Cái form nè, 152.000 L38 giùm em. Đó, xuất sắc. L38 152.000, mã kèm sao đúng cú pháp giùm em. L38 80kg và chốt cho em tới 20kg dưới 1m1 giùm em. L38 nha mấy chế. Form nè, cái chất vải, ôi trời. Cái này, cái dáng quần này mọi người mặc tả cho bé hoặc là phối đồ rất là xinh luôn. L38 152.000 bắt đầu. Cái chất vải này là thuộc dòng A. Đó, dòng A thì mọi người không cần giặt, tiếp cận trực tiếp lên da của bé không mẫn cảm. Đó, con này hàng là Urban Show, dòng nhí của hàng là My Color nha mọi người. Chất nè, form nè. Đó, hàng tát mát rất là xịn sò luôn. Cho em mã này là mã L38. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em L38 nha mấy chế. Đó, 80kg tới 20kg dưới 1m1 giùm em L38. Form và chất rất là đẹp luôn con L38 này. Đó, chế nào mà thích những cái dáng quần thế này thì hốt đi mấy bạn. Chất đẹp lắm luôn L38. Tiếp theo L9, 119.000 L9. Đó, cái áo này hôm qua có lên màu đỏ rồi. Chế nào mà chưa chốt được màu đỏ thì chốt màu này. Con này cho em là mã L9 nhá, 80kg, chốt cho em tới 20kg dưới 1m1 giùm em. 80kg mặc cho em size 80, 10.5kg tới 12kg mặc cho em size 90, 13 tới 15, 14.5, 14kg mặc cho em size 100, 14.5kg, 15kg chốt cho em tới 17kg mặc cho em size 101, 102 là từ 17 tới 20kg dưới 1m1. L9 119.000 bắt đầu. L9 giùm em mã kèm size đúng cú pháp giùm em nhá. Mọi người nhận được tin nhắn Messenger kiểm tra số lượng giùm em xem đã đúng chưa. Chưa đúng điều chỉnh lại giùm em cho đúng. Và không có nhu cầu mua hàng là kết thúc live, mình bắt buộc phải ra phần inbox, bấm vào nút thanh toán, điền địa chỉ và số điện thoại vô, bấm hoàn thành thì đơn hàng của mình mới được tính là mua thành công nha mấy chị. Đó, lưu ý giùm em nha. Chế nào chưa biết cách chốt đơn nhà em thì vào bình luận em xem phía dưới, và cái size cũng vào bình luận luôn giùm em, coi giùm em size nào chọn cho đúng nha mấy bà. Rồi cho em con này là L9, 119.000 L9, cái dáng nè siêu xinh luôn. Cái này trai mà cũng xinh, và gái mình cũng xinh L9 nhá. Rồi, cái này là nguyên set các bác. Đó, set à? Trời ơi, kiếm cái này cho em là mã L14 em. Cái này 119.000 chị ơi. L14 119.000. Ủa, cái quần nào sót lại 119.000. Con quần đi á. Quần này. Ồ, cái này còn sót thôi, lại bao đi á. Cho em tiếp theo con này là mã L14. Xinh ha mấy chế. Nhìn nè, cái form, cái chất này mấy chị, khỏi phải bàn luôn, dòng A.
tiếp cận trực tiếp lên da của bé luôn. Thường những cái dòng xanh nhí này là dòng A hết. Nó mới chơi mua hàng yên tâm. Màu quá đẹp. Cái này phối quần này kia xinh lắm. Cho em con này là mã L. L14 giùm em, mã kèm size đúng cú pháp giùm em con L14 nha. L14 119 ngày bắt đầu. Đó, bắt đầu thì mọi người comment nó có mới nhảy vô giỏ hàng của mình, chị nào comment trước là nó không có hiệu lực. L14 giùm em, mã kèm size đúng cú pháp giùm em, 80kg tới 20kg, cao dưới 1m4 giùm em nha mấy chị. Đó, chốt rất là đẹp luôn, L14 giùm em nhá. Con này cho em là cái quần này hôm qua chị nào mà chưa chốt kịp thì chốt giùm em lại nhá. Con này cho em là L50, 135.000 L50. Chế nào hôm qua chưa chốt được màu này thì hốt. Đó, hôm qua em có lên rồi nhưng mà chị nào mà chưa chốt kịp thì giờ mình chốt lại. Em còn 3 ri, đúng 3 ri luôn. Con này cho em là mã L50, 135.000 nhá. Cái chất và cái form này thì mặc rất là nhẹ nhàng luôn mà lên form xuất sắc. Cái mình phối áo khung cũng xinh, hoặc là phối mình đi chơi, hoặc là ở nhà đi siêu thị, hoặc là đi vòng vòng rồi này kia, mặc rất là thoải mái luôn. Những cái dáng quần này 135.000 bắt đầu. L50, 135.000 giùm em L50 nhá. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em. Chất vải rất là đẹp luôn, nhìn giùm em cái dáng viền nè, rất là đứng form nha mấy chị. Đó, cái form quần, dòng là dòng A, tiếp cận trực tiếp lên da của bé luôn. L50 giùm em L50 nha mấy chị. Chất rất đẹp. Tiếp theo. Trời, lấy cái nhí. Ủa trời, trước đây xin nhí à, lấy cái 120 rồi. Lấy 120 làm sai rồi. Cái này dòng nhí. Hôm qua em có lên màu kem. Cái này tới 20kg dưới 1m1 giùm em. Con này từ size 80 tới size 120 nha mấy chị ơi. Con này là L75, 169.000. Hôm qua em có lên màu kem, chị nào chưa mua kịp màu kem thì mua màu này. Cái em đang cầm loại size 120, mặc cho em tới 20kg dưới 1m1 thì em size 120 nhé mọi người. Tương tác tốc độ bài viết để không bị ẩn comment. Cho em xin một nút like bài, nút share bài nhá. Con này cho em là mã L75. Đúng cú pháp giùm em. Chế nào chưa biết size vào bình luận cho em giùm em cái size. Ui là trời, cái đầm này chất đẹp, form đẹp và cái dáng rất là xuất sắc luôn. 20kg dưới 1m1 giùm em. L75. L75 169.000 bắt đầu. L75 giùm em nha mấy chị. Tốc độ luôn giùm em, tương tác tốt bài viết L75 nhá. Rồi em coi mã luôn. L65. Con đầm này L65, nhìn giùm em cái form đầm này mấy chị. Phối nè. Xinh quá, xuân luôn cái màu này mọi người. Đó, 162.000 con đầm này thôi. L65, 80kg tới 20kg dưới 1m4 giùm em L65 nhá. Chất xuất sắc luôn. L65. Trời ơi, cái form nè. Thôi nè mọi người, xinh lắm. Về nhận hàng con đầm này đảm bảo cưng luôn. Đảm bảo mê. Đó, dòng này cũng là dòng A luôn cho em. Tại vì dòng nhí đa số là cái chất vải nó đều là loại A hết. Tiếp cận trực tiếp lên da của bé là không hề bị mẫn cảm luôn nha mọi người. Cho em con này là mã L65, 162.000 L65 cho em. Đó, mọi chị đang xem cho em xin một nút like bài, nút share bài, tương tác tốt bài viết giùm em nha mấy chị ơi. L65 giùm em. L65 162.000 bắt đầu. L65 giùm em nhá. Em lên cho mọi người mấy con váy và em sẽ chuyển dòng size lớn cho mọi người nhá, để cho mọi người dễ mua. Rồi tiếp theo con váy này luôn. Cho em là mã L13. Chụp được chưa Tấn? L13 giùm em. Ui trời, cái váy. Ôi cái chất vải mọi người ơi, mọi người nhìn giùm em cái chất đi nè mấy chị. Trời, những con váy này không bao giờ mà đừng có bỏ qua nó nha mọi người. Nó màu xinh lắm. Em có hai màu, một màu trắng và một màu này. Chế nào thích màu nào thì hút màu đó giùm em nhá. Rồi, cho em trước con màu trắng này là mã L13 giùm em, 169.000 nha mọi người. Chất rất là VIP luôn. Thật sự cái hãng này nó làm chất rất là đẹp. Đó, và cái dáng là siêu xinh luôn, đơn giản. L13 169.000 bắt đầu. L13 giùm em nhá, đơn giản mà rất là xinh mọi người. L13 giùm em, mã kèm size đúng cú pháp giùm em. Khi mà mình nhận được tin nhắn Messenger kiểm tra giùm em số lượng đã đúng chưa, chưa đúng sổ ra cho đúng giùm em, bấm tiếp tục để xem like. Không có nhu cầu mua hàng hoặc là kết thúc like, bắt buộc mọi người lại ra phần inbox, bấm vào nút thanh toán, điền địa chỉ số điện thoại vô thì đơn hàng của mình mới được tính mua thành công nha mấy chị. Cho em mã này là mã L13 giùm em, 169.000. Tiếp theo. Cái màu xanh là mã L47 em. Màu xanh là L47. Màu xanh cho em là mã L47 nha mấy chị. Ui, hôm nay nhiều con VIP dã man luôn. Nè, L47 màu này mọi người có thể thấy được rõ cái chất vải của nó. Ui trời trời.
Cái chất này mấy chị nhìn giùm em cái chất đi mọi người. Đó, cái form nè. Dáng rất là xinh luôn. Con này cho em là mã L47. L47 giùm em, 169.000. 80kg cho em, tới 20kg dưới mét mốt thôi nha mọi người. Chị nào chưa biết size vào bình luận em đi phía dưới xem giùm em cái size để chốt cho chính xác nha mấy chị. L47. L47 169.000 bắt đầu. Size 80 tới size 120 nhá. L47 rồi. Chụp luôn, em qua mã luôn mấy chị ơi. Xinh lắm, L47. Rồi tiếp theo, em lên nốt những con đồng luôn. Dòng nhí rồi em lên dòng lớn like cho nhanh. Rồi lỡ chọn rồi chọn nốt. Rồi cho em tiếp theo mã này là L48, 169.000 luôn con L48. Nó cái size cũng rất là xinh luôn. Dễ thương lắm. Cái dáng này rất là cưng luôn mọi người, nhẹ nhàng mà rất là dễ thương. Đó. Cái dáng bồng bềnh siêu xinh luôn. Cái này 2 3 lớp luôn á. Chất đẹp lắm, 169.000 cho em. Mã này cho em là mã L48. L48 169.000 nhá, từ 80kg cho em tới 20kg dưới mét mũ giùm em L48. Tương tác tốt và biết những con đầm này không thể nào mà bỏ qua được mấy chị ơi, chất xinh lắm. 169.000 à, dáng rất là xinh mà nhẹ nhàng, dễ mang. L48 169.000 bắt đầu. L48 giùm em nhá. Đó, cái form đầm nhìn giùm em cái form đi nè. 80kg cho em tới 20kg dưới mét mũ giùm em nha mọi người. Tiếp theo. Ui trời, cái chất này nó lại một cái chất mới. Cái này ở đây rút nè, bé không có mặt bị rộng cái nắp nha mấy chị. Đó, chất quá đỉnh. L72. Đúng rồi, cái vải này rồi. Cái vải này chị nào mà có mua hàng xịn sò thì biết cái vải này rất là mắc. Đó, cái chất này siêu đẹp luôn. Cho em mã này là mã L72, 169.000. 80kg cho em tới 20kg dưới 1m1. L72. Mã kèm size đúng cú phá giùm em L72 nhá. Rồi. Ui cưng lắm cái con này. Cái chất vải rất là đẹp luôn mọi người. Chất nó mềm, dễ mang và cái form đầm rất là xinh luôn. Những cái dáng này rất là dễ mang. Bé gầy mang cũng xinh và bé tròn tròn mang cũng xinh. Cho em mã này là mã L72. Mã kèm size đúng cú phá giùm em. Rồi tiếp theo. L72, 169.000 bắt đầu. Chập chưa? Chập, chưa chập. Cho em mã này L61. Cái set này nguyên một set, bao gồm một cái quần này mọi người có thể tách ra mặc được cho em. Và cái áo này hả? Nói chung là em bán cho mọi người set luôn 195.000. 188 đi em. 188 hay 195 ta? 188 đi. 188 đi. L61, 188.000. L61. 80kg và cho em tới 20kg dưới mét mốt thôi nha mọi người. Tương tác tốt bài viết để không bị ẩn comment nhá. Em còn 10 phút để lên mỗi mã phút thôi bá ơi. Tới giờ rồi, sắp tới giờ. Hôm nay cũng trễ vậy á. Cho em con này là L61 nha mọi người. Mã kèm size đúng cú pháp nhiều em nguyên một set cho bé như thế này rất là xinh luôn. 80kg tới 20kg dưới mét mốt giùm em nhá. Mã này cho em là mã L61. Tương tác tốt bài viết để không bị ẩn comment nha mấy chị ơi. L61, 188.000 bắt đầu. Ui. Ui là trời. Cái quần gì đâu mà né vậy. L67 em. Con này 159.000 nha mọi người. Cái dáng quần này bé trai chất chất mặc cho em và bé gái xuất sắc luôn. Ui má ơi, cái này lên form rất là đẹp luôn nha mấy chị. Cái này dáng là 7-8 phân nha và bé trai chất chất, bé gái mặc cho em con quần này. Cho em mã quần này là mã L67. My color nha mọi người. Nói chung là my color cứ mua thử giùm em. Con này 22kg trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg dưới mét 6 giùm em mặc được con quần này. L67 nhá. 22kg trên mét 15, chốt cho em tới 55kg dưới mét 6. Chị nào chưa biết size vào bình luận em ghi phía dưới, em có ghi rất là kỹ cái size. Vào xem và chốt chính xác cái size giùm em nha. Tại vì cái form quần này nó hơi to tí xíu. Dòng này là dòng đại, nên là mấy chớ chốt cho em size 120 là 22kg trên mét 15 nhá. Con này cho em là mã L67, 159.000 bắt đầu. L67 giùm em nha mấy chị. Chốt vải rất là đẹp luôn. Bé trai mình cũng xinh và bé gái mình cũng xinh. L67 nhá. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em con L67 này nha mấy chị. Ui, phối kèm với lại những cái áo dáng như vầy nè mọi người. Xinh lắm luôn. Chốt rất là đẹp. Đó, những chế nào mà hay mua những cái hàng local gen cho bé lớn mặc đó thì thử mua về mặc thử xem giùm em cái chất của cái form nó có mặc đẹp không nha mọi người. Rồi tiếp theo con này là L58, 138.000, size từ 22kg trên mét 15
và chốt cho em tới 55kg dưới 1m55, 1m6 giùm em. Cái chất nè mọi người, cái form này mấy chị, u là trời, xuất sắc mấy bà ơi. Mấy con này không thể nào bỏ qua được. Con này cho em là mã L58, 138.000 cái áo này nhá. Chất rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Cái form nè mấy bà, mua về mặc thử, cái hãng này xem có đẹp mua tiếp ha. Đó, đẹp lắm, xuất sắc luôn mấy bà ơi. Con này cho em là mã L58 nha. Chất đẹp, 22kg trên 1m15 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6. Đẹp lắm, mã kèm size L58, 138.000 bắt đầu. Mấy cái quần này phối kèm cũng xinh lắm. Đây gắn mình phối kèm mấy cái dáng quần này nè, xinh lắm. Rồi, cho em mã này là mã L58 nha mấy chế. Em còn 8 phút nữa. Rồi tiếp theo, mã này cho em là mã L4, 142.000 L4. Cái này cho bé gỡ nha, từ 20kg trên 1m1 và chốt cho em tới 52kg dưới 1m55. Mẹ mặc được size 160, mua size 160 luôn nha mấy bạn. L4 nè. Xí về. 50kg đi. Từ tới size S của mẹ thôi. L4 tới size S của mẹ tới 50kg dưới 1m55 giùm em. Những cái quần, những cái quần 你说什么不懂？那那也可以穿的吧？ 你, 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 你,
hai cái túi 142 ngày bắt đầu. Có hai mà. Có hai màu nha, một màu hồng và một cam nha mấy chị. L4142000 size từ 19-20kg, chốt cho em tới 50kg. Form và chất rất là đẹp luôn, con L4 này 142000. Tiếp theo em lên con này. Tiếp theo cho em là mã L55 142000 luôn. L4 là màu hồng, L55 là màu cam, chất vải rất là xuất sắc luôn. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em nha mấy chị ơi. L55 nhá. Size cho em từ 19-20kg và chốt cho em tới 50kg dưới 1m55 giùm em. Ôi trời, cái form quần đứng form giả man luôn mọi người. Đó, bé chất chất, rất là mặc những con này phối kèm với khung rất là xuất sắc luôn. L55 giùm em, mẹ size S có thể mặc được size 160 luôn nha mấy bạn. L55 mã kèm size đúng cú pháp giùm em, L55. Tổng ý xe xỉn mà. Tổng ý xe đi. Tổng ý xe đi. Thêm xấu luôn nhé ông chồng mình á. Muốn phối thì phối cho luôn. Rồi con này cho em là mã L55 142 ngày bắt đầu. Con này L55 màu cam cũng rất là xinh. Form đứng form giả mang luôn nè mấy chị. Đó, nhìn giùm em, cái quần này lên form cực kỳ đứng form nha mấy bạn. Đó, 19-20kg trở lên và chốt cho em tới 50kg thôi. 20 tới 50kg dưới 1m55 giùm em. L55 nhá, màu cam và màu hồng, màu nào cũng xinh hết. Mình chốt quần màu nào cũng xinh. Hôm qua trẻ nào chưa chốt kịp cái áo mã sọc màu xanh lá thì chốt cho em màu xanh này, L57 em, 135.000. Ngoài mấy 138 thì sao á? Nhiều chứ, phải sửa rồi mới không có thời gian. Cho em con này là mã L57 nha mọi người. Form này, cái chất vải này mấy chị. L57 mã kèm size đúng cú pháp giùm em. Size cho em từ 23-25kg, cao trên 1m15-1m2 và chốt cho em tới 55kg dưới 1m6 giùm em. Dáng này là dáng rộng rộng nha, cái em đang cầm là size 120, nhưng mà form này rộng rộng nha mọi người. Từ 22-28kg mặc cho em size 120, 28-32-33kg mặc cho em size 130, 33-38kg mặc cho em size 140, 38 57-135 ngày bắt đầu, 38-45kg mặc cho em size 150 và từ 45-55kg dưới 1m6 mặc cho em size 160. Con này cho em là mã L57 nha mọi người. L57 mã kèm size đúng cú pháp giùm em, L57 135.000 nhá. Đó, form và chất rất là đẹp luôn con L57 này. Nhìn giùm em cái form chất vải này mấy chị. Chất xuất sắc luôn. Con này nét cực kỳ luôn, hàng mà táp mà quá trời táp. Rồi tiếp theo là L62. L62 con quần này, ố con chân vải nha mọi người. Con chân vải ở phía trong có lót. Cái này mặc quần ở trong có lót nhưng mà không phải lót quần, lót vải đó, mặc giùm em cái quần chip ở trong cho bé ha. Rồi cho em con này 149.000 chân vải nha mấy chị. Chân vải 149.000 L62 size từ 120 tới size 160 là từ khoảng con đầm này, con chân vải này tầm 19kg và mặc cho em tới size 548kg dưới 1m5 giùm em.
19 tới 48 kỹ dưới mấy năm hả? L62 149 ngày bắt đầu. Con đầm rất là xuất sắc luôn mấy chị ơi. Chất đẹp lắm. Nó cái đầm này nè, nó cái form như thế này. Xinh lắm, cái form rất là xinh. Che mã đầm này là mã L62149 ngàn, size từ 120 tới size 160 L62 nhá. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em nha mấy chị. L62. Form mà chất rất là đẹp luôn, L62149 ngàn chân vải nha mấy bà. L62 là chân vải nha mấy chị. Form đẹp lắm, L62149 ha. Chân vải. Chân vải dáng chữ A rất là xinh luôn á, mặc lên form bao tương. Hai cái túi nè, hai cái túi đính kèm rất là xinh luôn, con này phối đồ xuất sắc luôn. L màu trắng này là L62 nha. 149 ngàn L62. Tiếp theo L74 này là con quần cạp cao nha mọi người. 158 ngàn con L74. Hai cái túi đính kèm, con này cho em tới 48 kg, 20 kg trên 19-20 kg đi mọi người. 19-20 kg và chốt cho em tới 45 kg đi mấy chị. Con này chốt tới 45 kg thôi nha mọi người. Đó, từ 19-20-21 kg mặc cho em size 120, 21 tới 27 kg mặc cho em size 130, 27-32 kg mặc cho em size 140, 32 tới size 37, 38 kg mặc cho em size 150 và size 160 là từ 38 tới 45 kg ha. Form và chốt là trời. L74 158 ngày bắt đầu. L74 đính kèm cái nút bao cưng luôn và cái dáng quần cạp cao cho bé gái nha mọi người. Quần bi, phối đồ xinh lắm con quần này. L74 158 ngàn đúng cú pháp, mã kèm size ha. Rồi tiếp theo. Mai cua là gì? Chưa cơ mai cua là. Hồi nãy em có bán một cái màu là màu kia, bây giờ màu này nha mọi người. Hồi nãy là em có lên màu này, màu khác. Hai màu nó khác tí xíu. Ở đây không có nhọn. Và cái màu màu chung váy cũng hơi giống khác khác tí xíu. Đó, cái màu này nãy em bán rồi. Đó, chị nào mà chưa chốt được mã kia thì chốt mã này giùm em. Mã này thì cái màu nó hơi khác tí xíu nha. Rồi con quần này dáng 5-6 phân, L68 giùm em, 175 ngàn L68. Chốt đẹp lắm L68, 175 ngàn quần jean nha. Đó, L81 đi. L81 giùm em nha mấy chị. L81 mã kèm size đúng cú pháp giùm em. L81 form và chất rất là đẹp luôn con L81 này. Chất đẹp lắm, 175 ngàn nha. Form xuất sắc luôn. L81 giùm em. Size từ cho em là từ 20 kg và chốt cho em tới 48-50 kg dưới 1m55 giùm em. L81 nha, đúng cú pháp giùm em, mã kèm size 20 kg tới 50 kg. Chế nào chưa biết size vào bình luận em ghim phía dưới, coi giùm em cái size lên cho chính xác cho mọi người. L81 175 ngày bắt đầu. L81 nhá, em còn 1, 2, 3, 4 mã nữa. Xong, lên review ha. Rồi con này cho em là L81 nhá, chụp được chưa? L81 nha mấy chế. Rồi tiếp theo cho em con váy. Con váy này cho em là mã L71 172 ngày, cái dáng váy này nha. Nhìn thì mang cái dáng, cái form sắc. Con này cho em từ 20 kg cao trên 1m1 và chốt cho em tới 50 kg dưới 1m55 giùm em. Đó, cái form bao cưng luôn, chốt vải rất là xuất sắc. Mã cho em là L71 nha mấy chị. L71 nha mọi người. Ôi trời, con váy này mặc lên form xinh lắm. Cái dáng này rất là dễ mặc luôn á mấy chị ơi. Mã cho em là L71 nha mọi người. L71 mã kèm size đúng cú pháp giùm em, L71 nha mấy bà. Cưng lắm. L71 nha. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em, 3-5 giây mọi người sẽ nhận được cái nhắn Messenger. Để yên ở đó giùm em đơn hàng. Không có nhu cầu mua hàng hoặc kết thúc like thì mọi người ra inbox bấm vào nút thanh toán đơn hàng giùm em nha mọi người. L71 172 ngày bắt đầu. L71 nhá, từ 20 kg cao trên 1m1 và chốt cho em tới 48-50 kg dưới 1m55 giùm em. Chốt rất là đẹp luôn. Hôm qua em có like một cái áo sơ mi thì mấy chị có thể mặc tặng cho bé gái cái này và bé trai áo sơ mi hả? Mình vào web xem giùm em cái áo sơ mi còn hàng không nha mấy chị. Cho em mã là mã L bao nhiêu ta? L71 172 ngàn L71. Rồi tiếp theo. Cái này là mã L16. L16 giùm em bổ dung chị. L16 giùm em nha. Con này 165 ngàn L16. Xin cho mẹ sửa trên đi. Con này cho em là L16, chất vải và form rất là xinh luôn. Có lót.
Cho em mã này là mã L16. L16 165 ngày bắt đầu. Cho em từ 20kg trở lên nha mọi người. 20kg trên 1m1 và chốt cho em tới 50kg dưới 1m55. Con này cho em là mã L16 nhá. L16 đúng cú pháp, mã kèm size viết liền, không khoảng cách tìm em L16. Tương tác tốt bài viết để không bị ẩn comment nha mấy chị ơi. Hôm nay rất là nhiều mã đồ đẹp luôn. L16 giùm em nhé mọi người. L16 là con này. Rồi, chụp được chưa? Rồi, cho em tiếp cái set này là mã L bao nhiêu ta? L32. Cái set này là L32 195.000. Ồ, 215.000. 215.000. Bao gồm một cái áo và chân váy sleeve ha. Cái này cho em từ 20-22kg trên 1m15 và chốt cho em tới 50kg dưới 1m55 giùm em. Con này cho em là mã L32. L32 giùm em, L32 đúng cú pháp, mã kèm size viết liền, không khoảng cách. Đó, chân váy và áo nhá, 215.000 L32. Form mà chốt rất là đẹp luôn. 20-21kg trên 1m15 và chốt cho em tới 50kg dưới 1m55 giùm em. L32 215 ngàn bắt đầu mét sáu cũng được nha mấy chị. 55kg mét sáu, 50kg mét 55. Mã này cho em là mã L32 đúng cú pháp giùm em, mã kèm size nhá, L32. Rồi cái set cuối cùng, set này cho em là mã bao nhiêu ta, ôi tao mất rồi, mã là mã L60, 215 ngàn luôn. Cái set line này cho em từ 25kg trên 1m15, 1m2. 25-28kg chốt cho em size 120. 28-32kg cố chốt cho em size 130. 32-38kg chốt cho em size 140. 38-45kg chốt cho em size 150. Và từ 45-55kg dưới 1m6 chốt cho em size 160. Con này cho em là mã L60 nha mấy chị ơi. L60 nha mọi người. L60 nguyên set luôn, bao gồm cái áo sơ mi. Đó, cái áo sơ mi chất vải rất là đẹp luôn, và cái quần ngố dáng dáng 7 phân ha. Đó. Những cái chiếc set này rất là hot luôn mọi người. Chất đẹp lắm luôn. Con này từ 25kg trở lên nha. Cái size này hơi to một tí xíu. Cái em đang cầm là size 120 nha mấy chị. Cái form quần có túi ha, phối kèm. Cái này mình có thể tắt rời, mặc rời được luôn nha mấy chị ơi. 215.000 nguyên một set. L60 215.000 bắt đầu. 5.000 con này cho em là mã L60 nha mấy bạn. L60 mã kèm size đúng cú pháp giùm em, L60 nha mấy chị yêu ơi, L60 nhá. Chốt bao nét con L60. Rồi. Chế nào mua bánh hôm thì comment giùm em cho mã L88 thôi, L100 ha. L100 đi cưng lên mã bánh hôm rồi sao lên. 100 được rồi, không phải L100 mà ok ạ. Mã 100. L100 đi em, L100 nhé mọi người. Cho em ảnh này là mã bánh thơm á, thì mọi người cho em là mã L100 nhé. Rồi chế nào mua dùng bánh thơm thì mua. Chốt cho em là bánh thơm một hộp, bao gồm 6 cái, 95.000. Chị nào muốn gộp chung á thì mua lên giùm em mã bánh thơm nhé. Hết thời gian rồi mọi người ơi, ngày nào bánh thơm cũng hết thời gian đó. Hả? Cho em xin là mã bánh thơm là L100 được rồi. L100 cộng 1, L100 cộng 2, L100 cộng 3 ha, là bánh thơm nha mấy chế. Bánh thơm là bánh nướng, nhưng mà cái thơm, nhưng thơm này kia rất là ngon. 100% là tự nhiên nguyên chất, 100% không chất tạo mùi, tạo màu gì hết. Đó, chế nào chốt bánh thơm thì chốt cho em mã L100 nha. Đó, rất là ngon, cứ chốt thử mua hộp về mà ăn thử nha. Em mới thời gian rồi mọi người ơi, cho em xin chế nào chốt bánh thơm kia xin mã là L100 nha. Rồi em lên em review luôn nha mấy chị ơi, L100 công bố được cho em hay là tí nữa công bố. Rồi công bố đi em, rồi chế lên review. Mã may mắn đầu tiên em xin chúc mừng chị Chi Lâm. Mã may mắn thứ hai em xin chúc mừng chị Thùy Em. Mã may mắn thứ ba em xin chúc mừng chị Phan Thu Hằng. Mã may mắn thứ tư em xin chúc mừng chị Phan Lâm Cẩm Tú. Mã may mắn thứ năm em xin chúc mừng chị Hồng Thẩm. Mã may mắn thứ sáu em xin chúc mừng chị Hương Trần. Mã may mắn thứ bảy em xin chúc mừng chị Miêu Chuông. Mã may mắn cuối cùng em xin chúc mừng chị Ngân Hồ. Xong chị. Những chị có mã may mắn vui lòng mua kèm theo sản phẩm nữa, để bên em gửi đơn luôn cho mình nha mấy chị ơi. Nhớ giùm em chị nào được đọc tên mã may mắn rồi bình luận vào phần bình luận đơn hàng giùm em là bé chị, bé trai, bé gái, size bao nhiêu nhá.
Rồi tương tác tốt bài viết giùm em, một nút like bài, nút share bài. Chị nào chưa mua được hàng trên like thì bây giờ mọi người có thể xem lại review. Tí nữa 11:01 mọi người quay lại cái live stream này, bình luận lại tất cả những mã hàng mình muốn mua vào cùng một dòng. Ví dụ mọi người mua mã L1 sang 100 thì mọi người comment L100, cách cái L10 sang 101, cách cái L11 sang 102 vậy đó. Nhớ giùm em bình luận ra cùng một dòng mã nào còn hàng sẽ nhảy vô đơn hàng của mình và ra inbox. Ra inbox nhấn vào nút thanh toán, kiểm tra số lượng và size cho đúng rồi ra thanh toán đơn hàng giùm em nhá. Chế nào đã có đủ đơn rồi bây giờ mình ra thanh toán giùm em nha mọi người. Ra thanh toán trước hết là mọi người nhấn vào nút inbox, ấn vào nút thanh toán, điền địa chỉ số điện thoại vô, kiểm tra size và số lượng đã đúng chưa, chưa đúng điều chỉnh giùm em cho đúng nhá. Rồi mình hãy bấm hoàn thành thì đơn hàng của mình mới được tính là mua thành công nhá. Rồi em lên review luôn nha mấy bà. Chị nào mà chưa mua được trên live thì có thể sau 11:01 quay lại live stream này bình luận giùm em. Cho em là mã đầu tiên. Đầu tiên cho em là mã L40 nhá. Chế nào chưa biết size vào bình luận xem giùm em cái size để comment cho nó chính xác. Mình mua cho nó chính xác nha mọi người. Rồi con này cho em từ 22kg và chốt cho em tới 50kg dưới 1m55 giùm em. L40 175.000 con quần này nha mọi người. L40 nhá. Tiếp theo, áo này cho em là L39. L39 giùm em, áo cho bé gái nhá. 139.000, size cho em từ 22kg trên 1m1, chốt cho em tới 50kg dưới 1m55. 1m55 mấy xấu. Mã này là bao nhiêu? L20 giùm em 159.000. 21-22kg dưới mét 5 ở trên mét 55 và chốt ở trên mét 1 và chốt cho em tới 55kg dưới mét 55. Mét 6 giùm em nhá. 55kg thì dưới mét 6, còn 52kg dưới mét 55. Con này cho em là mã L. L20 nha, chất jean mỏng rất là đẹp luôn, form và chất rất là xuất sắc. Đó, quá là rẻ luôn, con này 159.000. Rồi tiếp theo, áo là mã L80 giùm em, 132.000 L80, 22kg trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg dưới mét 6. L37 là cái váy này nha mọi người, 165.000, 22kg trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg dưới mét 6. L26 size 80 tới size 102, giá cho em là 155.000, 852.000, 80kg tới 20kg dưới mét 1 giùm em. L56 cũng vậy luôn, giá cho em là 129.000, cái form áo rất là xinh. Đó, form xuất sắc luôn. Đó, form vậy nè, nét lắm. Rồi tiếp theo, L69 cho em mã này nha mọi người, giá cho em là 152.000, cái màu rất là xuất sắc, cái form nè. Phong quần nét lắm luôn á mấy chế ơi. Mã kèm size đúng cú pháp giùm em, size 80 tới size 102 nhá. Tiếp theo mã này là mã L15 119.000, 80kg tới size cho bé, 20kg dương mét 1, 119.000 cho em. Con áo cho bé gần đó nha, rất là xinh luôn. Mã này là mã L15. Con này là L35 162.000, L35 80kg tới 20kg mét 1 luôn. Đó, phong mà chất rất là đẹp luôn. L43 giùm em, chế nào chưa chốt được trên live giờ có thể chốt hả? Hoặc là chế nào có đủ đơn thì ra thanh toán đơn hàng giùm em. L43 155.000, có hai màu. Con này cho em từ 22kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg mét 6 nhá. Rồi. Màu đen là L63, hai màu màu nào cũng xinh hết, 155.000. 22kg trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg mét 6. Tiếp theo, L68 giùm em, giá cho em là 125.000, 22kg cao trên mét 15 và chốt cho em dưới 55kg mét 6. Form và chất vải rất là đẹp luôn. L68. L73 giùm em, con áo này là L73, 132.000, giá cho em là 132.000, từ 22kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg mét 6. L73 hiện tại em còn size 103, 104 và 106 nha mấy chế ơi. Rồi con này cho em là L11, 169.000. L11 22kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 52kg dưới mét 55. Rồi cho em tiếp con này là L27, 159.000, chất vải rất là đẹp luôn. 22kg cao mét 15 và chốt cho em tới 55kg mét 6. L1 giùm em 149.000, con quần bé gái 20kg chốt cho em tới size S của mẹ hoặc là 52kg dưới mét 6. Mét 55. L29 giùm em 129.000, size cho em từ 22kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 55kg mét 6. L7 giùm em 169.000, con quần chất jean nhé mọi người, form và chất rất là đẹp luôn. 21-22kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 50kg dưới mét 55.
hoặc là 55 kg dưới mét 6. L19 giùm em, con quần này là 159.000 nhá. 22 kg chốt cho em tới 55 kg dưới mét 6. 22 kg trên mét 1 nha mấy chị. L30 giùm em, 132.000 L30. Form và chất rất là đẹp luôn, L30 nha mấy bà. 22 kg trên mét 15 và chốt cho em 55 kg mét 6. L25 giùm em, L25. Giá cho em là 215.000 nguyên một set. Đéo lại đi chờ. Nguyên đó một set như thế này nha mọi người. 215.000 set yếm, bao gồm các áo và cái yếm như thế này mọi người có thể tách rời ra mặc được. 22 kg mét 15 và chốt cho em tới 50 kg mét 55 hoặc là 52 kg mét 55 nhá. Rồi tiếp theo cái này, màu này là L12. 215.000 luôn, set yếm. Set yếm jean rất là xinh luôn. Con này cho em từ 55 kg dưới 52 kg dưới mét 55 và chốt cho em tới 22 kg mét 15. Chất đẹp lắm. L3 giùm em, size 101 tới 150, 17 kg chốt cho em tới 40 kg nha mọi người. 17 tới 40 kg L3. 159.000. Rồi tiếp theo cho em cái quần này là mã L. L53. Giá là 149.000. Size cho em từ 22 kg cao trên mét 15 và chốt cho em tới 55 kg mét 6. L42 giá cho em là 149.000. 22 kg mét 15 và chốt cho em tới 55 kg mét 6. L21 giá là 132.000, size từ 120 tới 160, 22 kg chốt cho em tới 55 kg mét 6. Quần là lợn nhiêu em? L51 135.000, size 80 kg tới 20 kg. Dưới mét 1. Áo là L45. Áo là L45 giùm em, 119.000, quần là L51 nha mấy chị. Form và chất rất là đẹp luôn con quần. Chất đẹp lắm. Rồi tiếp theo. L38 152.000, size 80 kg tới 20 kg mét 1. Đó. Con này cho em là mã L38 nha mấy chị. L38 giùm em nha. Form rất là đẹp, L38. Tiếp theo L49 giùm em, 175.000, 80 kg tới 20 kg mét 1 giùm em, form và chất rất là xuất sắc. Dễ thương lắm mọi người. Đẹp lắm. L10 giùm em, 105.000 L10 nhá. 80 kg và cho em tới size 20 kg mét 1. Dối sẽ chưa. L8 giùm em, 125.000 L8. L8 nha mấy chế, 80 kg tới 20 kg mét 1 luôn, chất vải rất là đẹp L8. L46 giùm em nhá. Giá là 152.000, 80 kg tới 20 kg mét 1 luôn. L nhiêu em? L46. Chị Kim Võ ơi, mình coi giùm em bé mình phù hợp với size nào, chị comment mã kèm size viết liền không khoảng cách giùm em nha chế, đừng comment cân. Cân nặng con bot nó không hiểu. Cho em con này là L6. Giá cho em 125.000, 80 kg tới 20 kg dương mét 1 form và chất rất là đẹp luôn con L6 này. Mình chế có thể mua kèm cái quần này phó kèm ha. Quần này cho em là mã L23 giùm em. Giá cho em là 152.000, 80 kg tới 20 kg mét 1. L18 giùm em, size cho em từ 21 kg mét 15 và chốt cho em tới 55 kg mét 6. Giá là 159.000. Form rất là đẹp luôn á mấy chị, chất đúng form giả mang. Rồi cho em con này L36. 132.000 L36, 22 kg mét 15 và chốt cho em tới 55 kg mét 6. L31 giùm em, 129.000 nha. Cũng 22 kg mét 15 và chốt cho em tới 52 kg mét 55. Mét 6 cũng được. L41 giùm em, 155.000, size cho em từ 20 kg trên mét 1 và chốt cho em tới 50 kg mét 55, 52 kg mét 6. L64 cũng vậy luôn nha mấy chị. Giá cho em là 158.000, size cũng từ 120 tới 160. L33 129.000, cái áo này bé trai mang cũng xinh và gái gái mang cũng xinh nha. 22 kg mét 15 và chốt cho em tới 55 kg mét 6. L66 129.000 luôn, form và chất rất là đẹp. Con này chất vải rất là xuất sắc. L66 giùm em. L34 giùm em nha mấy chị, 175.000, cái màu rất là đẹp nha. Con này quần ngố dáng 5 phân, size 120, 20 kg chốt cho em tới 50, 52 kg dưới mét 6. L70 size này từ 25 kg và chốt cho em tới 55 kg mét 6. Cái này rất là khó mang, chị nào mà bé cao, dáng cao rồi kia thích mặc form rộng rộng thì hãy chốt giùm em con này nha. Cái dáng này mà bé nào mang được là rất là xuất sắc luôn. L70 lên form rất là đẹp. 155.000 nha, chất rất là đẹp luôn á mấy chị. L52 giùm em, 149.000 L52.
Ủa 155.000 chứ, sorry mấy chị. Con này 155.000 nha mấy chị. L 52 giùm em nhá. Size cho em từ 20-22kg, mét 3, ủa mét 15 và chốt cho em tới 55kg, mét 6. L 17 giùm em. Size từ 120 tới 160, 20-22kg, mét 15 và chốt cho em tới 52kg, mét 55. L 17 nha mấy bà. L 22 giùm em, giá là 159.000. Cái quần chất rất là đẹp luôn, dáng 89 phân nha mấy chị ơi. 22kg, mét 15 và chốt cho em tới 55kg, mét 6. L 22 7 phân, 7-8 phân á. L 59 giùm em, giá là 138.000 hay sao á. 138.000, size từ 22kg, mét 15 và chốt cho em tới 55kg, mét 6. Chốt rất là đẹp luôn. L như ta? L 59. Rồi. L 24 giá là 158.000, size từ 22kg, 155.000. 22kg, mét 15 và chốt cho em tới 55kg, mét 6. Hoặc là 52kg, mét 55. L 2, 175.000 L 2. 172.000 chứ, sorry mấy chị, L 2. Rồi, con này là L 44. Cũng 172.000, 22kg, mét 15, 52kg, mét 55. L 54 giùm em, 149.000 L 54. 22kg, mét 15 và chốt cho em tới 55kg, mét 6. Chốt rất là đẹp luôn. Con này cho em là mã L 54. Tiếp theo, L 28 giùm em, 135.000, size 22kg, mét 15 và chốt cho em tới 55kg, mét 6. Chất và form rất là đẹp luôn. Con này L 28. Let's see. Hãng này cái nào chất cũng đẹp hết, nét lắm. L 5 giùm em, 115.000 L 5, con let's see nha. 18kg chốt cho em tới 50kg, size 120 tới 160. L 9 119.000 L 9. L 9 giùm em nha mấy chị, 119.000 nha. Size 80kg tới 20kg, mét 1. L 14 giùm em, 119.000 luôn. 80kg tới 20kg, mét 1. L 50 giùm em, 80kg tới 20kg, mét 1, 135.000. Chất rất là đẹp luôn con này. L 50 nha mấy chị. L 70. L 75, 169.000 L 75. 80kg tới 20kg, mét 1. Cái em đang cầm là size 120. 80kg tới 20kg, mét 1 nha mọi người. Con đầm này là L nhiêu? L 65, 162.000 L 65. 80kg tới 20kg, mét 1, L 65 nha mấy chị. Chốt đẹp lắm con L 65. L 13 giùm em, giá 169.000, chốt rất là đẹp luôn. 80kg tới 20kg, mét 1. Con này là màu trắng. Là màu trắng là gì? L 13 là màu trắng nha. Còn màu này L 47 nha. 169.000 L 47, chốt rất là đẹp. 80kg tới 20kg, mét 1. L 47 em. L 47 nha. Rồi tiếp theo, L 48, 169.000 luôn. 80kg tới 20kg, mét 1 giùm em. Chất vải rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. L 72 giùm em, 80kg tới 20kg, mét 1. Form và chất rất là đẹp luôn nè mấy chị. Ui trời, cái này hốt được. L 61 nguyên một set, 188.000, 80kg tới 20kg, mét 1. Nguyên một set cho em như thế này hả? L L 61 nha mấy chị. Bé gái. L 67 giùm em, 159.000 bé gái hoặc là bé trai chất chất thì mặc được cho em nhá. Con này cho em là size từ 22kg, mét 15, chốt cho em tới 55kg, mét 6. L 67 nha mấy chế. L 58 giùm em, 138.000 L 58, 22kg, mét 15 và chốt cho em tới 55kg, mét 6. L 4 giùm em, 142.000, 20kg chốt cho em tới 50kg. L 55 là màu cam nhá. L 55, 20kg chốt cho em tới 50kg. L 57, 135.000, size cho em từ 25 chốt cho em tới 55kg, mét 6. L 62, 149.000, chân vải nha mọi người. L 62 là chân vải nha mấy chị. Size cho em từ 19, 20kg và chốt cho em tới 48, 50kg. L 74 cho em từ size 19, 20kg chốt cho em tới size cho bé tầm 45-48kg. L 74. L 81 giùm em, 175.000, 20kg chốt cho em tới 52kg. L 81. L 71 giùm em, 172.000, size cho em từ 20kg trên mét 1 và chốt cho em tới 50kg, mét 55.
L16 giùm em 165.000, 20kg cũng tới 50kg luôn nha mấy chị ơi. L32 nguyên set này 215.000, 20kg mét 15 và chốt trên tới 50kg mét 55. L60 là từ 25kg tới 55kg. Con này chị nào mà thích mặt form rộng thì hãy chốt giùm em con này 215.000 L. L60 L60 215.000 nhá. Chất vải rất là đẹp luôn. Form 60, hiện tại em còn một cái size 6 em chứ, chưa có, cầm lại giúp em nhé. Đẹp lắm. Rồi mấy ba mấy chị nào đã có đơn hàng rồi, ra phần inbox bấm vào nút thanh toán kiểm tra số lượng và size. Rồi điền địa chỉ số điện thoại vô giùm em thì đơn hàng của mình mới được tính mua thành công nhá. Mấy ba mọi người, chị nào mà chưa chốt đơn được trên live thì 11:01 quay lại livestream này giùm em và chốt đơn lại giùm em. Thì đơn nào còn hàng sẽ nhảy vô rõ hàng của mình. Nhớ giùm em check out. Bây giờ mọi người ra check out đơn hàng giùm em nhé. Sau 11 giờ đơn hàng nhả ra nha mấy chế ơi.